arahato samma sambuddhassa nammo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nammo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa dhamma desanaya chana gatha Ramma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi ba rang a ya cha tha san ti sa sat ta ba ra cha kha cha ti ca de se tu tham mang anu cam biên ba chăng sa tham ma phê ri vi na yan cha ca yang su tan cha bang thang a thi tham ma cham mang a ko ta yan to ta tu sat cha đăng đăng bập bở thành này ye ba di sa và mạch chê. Dạ cảm ơn chị Mát Ta. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhâm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở non giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối tâm mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh người khẩn chứng ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha giá, dạ. Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Dạ, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tông, dạ, từ bi đăng đàn để thử mít. Nam mô Bụt Tha giá, con kính dân mít đến ngài. Nam mô Tát Sa Pha Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bu Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bu Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bu Tát Sa. Nam mô Bích Thà Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiện Giả. Kính thưa chư cận sinh nam nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bích Thà Gia. Nam mô Bụt Tha giá, dạ, đạo tràng chúng con nghe âm thanh của ngài rất rõ. Dạ, quý vị trong đạo tràng có nghe âm thanh ngài rõ không? Cho mà Nhật Bình xin một tín hiệu à. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, dạ, đạo tràng có nghe âm thanh ngài Liễu Tông rõ không à? Dạ, Xích Hiền Hòa nghe rõ, dạ, cảm ơn Xích Hiền Hòa. Dạ, vậy là đạo tràng chúng con nghe được âm thanh ngài rõ. Dạ, con thì nghe rõ rồi. Dạ, còn chị Metta ơi, hôm nay chị Metta có thể làm MC cho ngài được không? Làm thị giả cho ngài được không chị Metta? Hôm nay chị có bận không? Dạ, chị có sức khỏe không? Dạ, trước mắt thôi để Nhật Quỳnh thỉnh đạo tràng trước ha. Dạ, dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị trong đạo tràng. Dạ, có thể đưa những câu chích chát hoặc có thể đưa bàn tay thì Nhật Quỳnh xin nhường mic, hoặc có những câu chích chát lên thì Nhật Quỳnh xin đọc để thỉnh ngài ạ. Nam mô Bích Tha giá, dạ, kính mời đạo tràng, kính mời bàn tay quý vị và những câu chích chát. Dạ, trong thì ngày những bàn tay và những câu hỏi con xin hỏi trước ạ. Dạ, để không có mất thời gian của ngài. Nam mô Bụt Tha giá, dạ, cho con hỏi một ngày con học ở lớp Phật pháp đó, thì con học cái kinh thập thượng pháp năm chi, năm pháp chịu phần tai hại, thì chờ con trong đó thì con có thấy câu hỏi này, thì đối với con thấy cũng là một điều để con suy nghiệm, mà con suy nghiệm chưa có được.
Bạch Ngài, mình làm sao mà cái niềm tin của mình như thế nào để không rơi vào cuồng tín và cũng như cả tin? Dạ, con kính dâng bích đến Ngài, Ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ, kính Bạch Chư Tôn Mẹ. Dạ, kính thưa chư quý vị. Thật ra đó, năm cái pháp đó mình dịch nghe nó hơi khó khăn chứ dịch cho nó dễ hiểu rồi. Năm pháp đưa đến cái sự tai hại của cái ngạo hành, năm cái pháp đó. Câu hỏi của cô Nhật Quỳnh á, thì ít nhất mình phải có kiến thức về pháp học. Đức Phật đã dạy cho chư tăng cũng như các chư nam và chư nữ đó, khi nghe một điều gì thì khoa đừng dội tin mà cũng đừng dội bỏ, nhưng phải dựa vào luật và pháp, tức là lừa dựa vào điều Đức Phật dạy đó rồi mới tin. Còn nếu không thì thôi bỏ qua. Thì nếu mình có khả năng rồi mình có thể mình dùng cái điều mà mình nghe đó, mình dựa vào một số cái điều kiện về pháp học hay pháp hành của mình đó, thì cái điều đó, cái sự phát sanh của nó đó không thể nào đưa tới cái sự mà chấp thủ thời tà kiến gì hết. Còn thường thường đó là tại vì mình không có được cái căn bản đó, thành là khi mình nghe đó là cái phiền não nó nhào vô rồi, nó kiếm chỗ rồi để nó dựa cho mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Tại vì cái tâm mình nó thuộc loại mà cái điều thứ năm trong những cái tâm quan vu đó, thành ra nếu mà không biết học tới đó chưa thì cái điều thứ năm của tâm quan vu đó là cái người nào mà mắc cái điều đó thường thường là rất là dễ đưa tới cái tà kiến, đưa tới sự chấp ngã hoặc đưa tới những cái điều mà nó không không đẹp đối với một cái cận sinh nam cận sinh nữ. Hy vọng quý vị ráng cố gắng vô rung vô đồ này kia học để tìm một số cái cơ sở cho mình để cái chuyện đó như thế nào. Cũng giống như Đức Phật đã từng dạy cho cái dân ở Kalama đó, 10 cái điều đó. Thành ra bất cứ ngay cả cái điều mình đang học à, đang học đó, nhưng mà cái người mình nghe họ nói là của Đức Phật, nhưng mà Đức Phật cũng khuyên mình là nên coi lại, nên xét lại dựa vào pháp và luật, chứ không phải là nghe ai nói cái đó là Phật dạy là mình tin liền là cũng đưa mình tới cái chỗ xa đọa như thường. Nam Mô Bích Thà. Dạ. Dạ, sa thú Lam Thai, thành kính tri ân Ngài đã giảng giải câu hỏi của con. Nam Mô Bích Thai. Dạ. Dạ, một lần nữa Nhật Bình kính mời mời quý thầy đưa bàn tay và có thể có Bình xin đọc ạ. Quỳnh Minh Tâm có câu hỏi không? Hành thị giả cho Ngài được không Quỳnh Minh Tâm? Dạ, Phật tử Minh Tâm có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Có câu hỏi không? Hoặc là làm thị giả cho Ngài được. Dạ, để con post cái câu này của một vị BM cho con. Dạ thôi để con đọc đi. Dạ con đọc không kịp hết ra. Dạ, là có một vị sư dùng tịnh tài cúng dường từ Phật tử cho lại thân nhân của mình như anh chị con vân vân, có đúng lực hay không? Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ con cung thỉnh Ngài chỉ dạy câu hỏi này ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ. Con kính dâng bích đến Ngài. Thật sự mình nhận được á, đến các bạc đồng phạm hạnh và cha với mẹ mà thôi. Đó là dựa vào tích truyện của một vị tỳ kheo đi tu, rồi thời Đức Phật thì đi du với hết, thì cái vị đi tới đi lui, thì có một cái vị khác cũng đi tới lui thì gặp vị này mới bố với mẹ là của cái vị tỳ kheo đó, đó bây giờ trở thành người ăn xin, mà có vẻ là hơi bệnh hoạn đó chứ không phải là ăn xin không. Nghe từ cái tình trạng sa sút tới mức đó thì cái vị đó mới bắt đầu đi về hướng cái hướng mà cha mẹ mình ở đó, đó. Rồi cái ngày nào cũng đi trị bệnh,
đi bát, có được phần ăn thì đem về dâng cho cha mẹ rồi đi bát tiếp để cho phần mình, thì chư tăng mới vô mát với Đức Phật, mới thấy đồ ăn cô Phật tử cô cúng dường đi cho người thế, tức là hai gì đó không phải người tu là người thế, thì Đức Phật mới kêu quý vị đó lên hỏi, thì vị đã trả lời là có làm việc đó nhưng mà hai cái vị đó là cha với mẹ của mình, thì Đức Phật xả thú và nói cái chuyện đó đã làm đúng, nghĩa là ngài vẫn cho phép, vẫn cho người thế nhưng mà người đó phải là cha hoặc mẹ mà thôi, còn anh chị em hay là cận sinh nam hoặc sinh nữ khác không có liên quan, thì Đức Chư Tăng không thể đem của mình bất cứ cái đó là của gì đem cho là không, nhưng mà trong trường hợp đó bạn đồng hôm được ở bên những cái nước Phật giáo truyền thống họ làm thường lắm. Ví dụ như họ để ý cái phòng cái mấy ông sư hay là mấy ông cả vào ngón dòm để coi nếu mà thấy bệnh hoạn gì đó thì họ sẽ đi trị bệnh, đi bát xong cái tới chừng về tới nơi đứng trước phòng quý vị đó, đó thỉnh cầu gì đó nếu cần gì cứ ra lấy, thì giờ nó bát chờ gì đó lấy xong rồi thôi, rồi mấy gì đó mới xem lại nếu đủ còn có thể đi tiếp một vòng nữa và không có cấm mà còn tán dương. Thành ra chỉ hai trường hợp đó Chư Tăng vì tỳ kheo nhỏ lớn gì không biết sử dụng cái của riêng của mình để cho mà thôi, ngoài ra là không được. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, Nam mô Bích Thầy á. Dạ. Con thân vị nhà con hỏi đã kính tri ân ngài, và con cũng cho con hỏi thêm một câu thẳng theo cái câu hỏi này đó bạch ngài. Dạ, thí dụ như một vị tu sĩ đó, một vị sư đó mà chỉ có thể dùng tiền đó, dùng cái vật chất mà phát sanh lên từ nơi Phật tử, thì chỉ có thể một là và cúng dường là những vị đồng phẩm hạnh hoặc là dâng đến cha mẹ, còn ngoài cái việc mà cha mẹ thì anh em và thân bằng quyến thuộc là mình, cái người tu sĩ đó là không được phép, mà nếu mà làm như vậy thì mình có phạm tội gì trong giới luật của Chư Tăng không bạch ngài? Con kính dâng mít đến ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị, thì thực sự ra Đức Phật cấm thì cái điều nào nó cũng là nguy hiểm là cũng phải, nhưng phạm nặng nhẹ cái đó là tùy ở Chư Tăng, tại vì có những cái điều mà trong giới luật Đức Phật đó ngài cấm nghĩa là một cách rõ ràng, có chi có đấy an hoàng, còn có những cái điều ngài cấm mà không có đầy đủ chi thì thường người ta sẽ phải họp, Chư Tăng phải họp lại. Quý vị nào mà từng coi cái giới bổn của tỳ kheo đó thì sau khi Chư Tăng tụng 220 giới xong, ở 7 giới sau cùng gọi là Athisamanakaranā đó, tức là 7 điều để diệt tránh đó, tức là phải hỏi gì đó làm sao thì coi cái sự mà đem cho nghe đó rồi mới quỳnh tội, chứ không phải là cái điều mà sẵn sàng. Tất cả những điều sẵn sàng đền tội thường ta làm xong ta sẽ đều không có được, không hối lỗi trình trước chưa tới đó, mà thì bởi tùy theo số tiền nó nhiều hay ít, hay là nghĩa là cái người quen nó như thế nào nhiều chuyện lắm, chứ nó không có đơn giản giống như ở ngoài mình nghe là phạm rồi mình cứ tưởng là phạm. Có khi mà Chư Tăng quyết định cái điều đó có cái một số cái điều kiện để có thể tránh hay gì đông sùm đó, còn thì theo sự thảo luận của Chư Tăng đó. Nam mô Bích Thầy á. Dạ anh lại tri ân ngài đã giảng dạy cái thắc mắc của con. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị, mình kính mời bằng tay và kính mong Bích Thầy á.
Dạ, con thấy câu hỏi của Xích Hiền và con. Dạ thưa ngài, nếu như thân nhân vị tu sĩ đang trong cơn bệnh hay là dạ, xin phép cho Nhật Bình quát lại cho câu hỏi của Hiền Hòa nha. Dạ nó chạy lên mất tiêu rồi. Dạ con xin đọc lại ạ. Dạ thưa ngài, nếu như thân nhân vị tu sĩ đang trong cơn bệnh hay là trong hoàn cảnh quá nghèo thì sao thưa ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nghèo hay không nghèo đó, nhớ một cái người mà đã cạo đầu đắp y thì kể như không còn ở gia đình nữa. Nhưng mà Đức Phật nghĩa là cho phép đối với cha mẹ là tại sao? Tại lý do cái đó, hai cái người đó đó phải nói là ân đức như trời như biển ha. Không phải là ấy, thành ra Đức Phật cho phép được làm việc đó mà thôi. Còn khi mà mình đã mặc y cạo đầu thì kể như là không có thân bằng quyến thuộc, không có gia đình gì cả. Chứ còn không có, mình tưởng mình tu rồi cái mình vẫn còn thân nhân còn gia đình như vậy, rồi mình đi tu giống như cái nghề để mình kiếm cơm để giúp mấy người đó hay sao, phải không? Họ có những cái cách để tìm để giúp đỡ mà thân nhân như thế nào xa gần gì đó thì cái chuyện đó không có liên quan tới ông sư cả. Thật sự ra nói, nếu mà thật sự nói đúng, ông sư mà thời Đức Phật đó có muốn giúp cũng không giúp được. Tại lý do mà đi từ bệnh bữa đói bữa no, quý vị nên nhớ rằng ông sư tăng thời Đức Phật người ta không có dùng tịnh tài để thế tới vật dụng giống như thời bây giờ, dùng sư dụng số cái điều kiện của các xã hội, thành ra mới có cái chuyện đó ha. Chứ còn thật sự ông sư hồi xưa đó, đó nghĩa là bệnh thì cũng ráng chịu thôi, cho ông sư nhiều khi ông đi xin thuốc làm sao ông xin có đủ thuốc, những cái loại thuốc mà cái thân nhân của họ là đấy đâu, thành ra hoàn cảnh nào cũng vậy ha. Ông sư là kể như người là nghĩa là vô tứ cố vô thân, là một cô cha một cô mẹ rồi, thành ra đừng mình nói chuyện theo cái nhìn của mình thì không có được. Bởi vì con đường của cái người mà bỏ gia đình bỏ thân nhân để đi theo là con đường là đi ra khỏi cái cõi mà dục tạm bợ này, cõi luân hồi tạm bợ này, mà nếu mình còn dính mắc đến gia đình với thân nhân làm sao mình tu, phải không? Nam mô tha giá. Dạ sa thủ lành thai, con thấy Xích Hiền Hòa đã kính tri ân ngài và con cũng kính tri ân ngài giảng dạy câu hỏi của Hiền Hòa để con có thể biết thêm, tức là một người đi tu thì không còn thân bằng quy thuộc vô gia cư, nhà cũng không có bà con, thì nếu mà mình còn dính líu bà con là mình chưa phải là xuất gia, phải vậy không bạch ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, dạ kính bạch chư tôn, hiền giả dạ, kính thưa chư quý vị. Bởi vì mình đã nói mình xuất gia là cái thứ mà tử vô địa tán rồi, vô gia cư mà sống vô gia cư mà tử vô địa tán rồi, cái thân mình lo chưa xong mà mình còn dính dấp những cái chuyện khác làm sao mình tu, phải không? Nhà sư đó chỉ có ba nhiệm vụ là giới phải giữ định, phải hành tệ, phải tu. Mà mình không lo giữ giới, không lo hạnh, mà cái này mình đi lo chuyện gia đình hay chuyện cái gì mà hồi lúc mình chưa tu mình dính mắc như vậy đâu có được. Cái gì đó, nhớ vậy đó à. Bởi vì trong quý vị nào nếu trong tha mê tiên cũng có, mà ở ngoài cũng trong Bali á cũng có nói tới vấn đề mà có bao nhiêu cái hạng người tu đó, thì quý vị có thể thấy nó không phải dễ giống như mình nghĩ đi. Cái sự tu của cái người mà cạo đầu đắp y đó thì trong Bali thì 5 loại, nhưng mà như trong cái quyển Mười Tiên Nhất Đáp tới 7 loại hay 8 loại gì đó, tại họ thêm số cái điều kiện này xuất hiện sau đó. Thì thứ nhất là ủ bả chi quý ca, tức là tu để nuôi mạng,
Cái thứ hai nữa đó là lý ca tu để tìm tòi những cái điều cái hay là cái vật mà mình thích mà mình ở ngoài đời mình không có thể làm được. Ví dụ như quý vị thấy đi tìm xá lợi hay là ngọc gì ông sâm á, tùm lum á. Cái thứ ba đó là ủ ba mui giá gì ca, tu gì không biết, thì thường thường tu gì không biết, đa số tu gì không biết là tu theo truyền thống. Ví dụ như lớn lên phải tu gia duyên là để báo hiếu hay làm gì đó, thì cái đó tu gì không có biết, không có sự hiểu biết, không có chuẩn bị. Đó. Còn cái thứ tư là ubu sika, tức là tu để làm hại giáo pháp, tức là mình tu mà mình không có giữ giới cho đàng hoàng trong sạch, mà cái bà đâu làm đó, chẳng cần biết giới luật là gì, cứ làm theo đời vậy đó, để cho giáo pháp mau suy rồi. Cái đó, cái lối tu đó được gọi là tu để làm hại giáo pháp. Cái thứ năm đó là ubu nisarana nisaranika, tức là tu để thoát khổ. Thì chỉ có điều thứ năm này là được Đức Phật tán dương mà thôi. Đó. Thành ra khi mà mình nói mình đã xả cái bộ quần áo đời, mình mặc vào cái y rồi, tức là cái thân tướng mình nó đã khác. Đó. Mà lúc đó đó cha mẹ mới theo ở các nước theo Phật giáo truyền thống, cha mẹ đôi khi còn phải lại, nó mới xuất gia đó, cha mẹ mừng quá nhiều khi cũng lại con này. Nhưng mà ở ngoài đời thì không ai làm, rồi coi như con người khác liền, chứ không có ấy, không có còn dính dấp gì tới cái chuyện mà nuôi cha nuôi mẹ theo cái kiểu của đời cả. Nuôi cha nuôi mẹ trong cái lúc mà ví dụ như thiếu thốn những cái một số cái điều kiện mà mình có đó, mình có trong tứ vật dụng đó. Ví dụ như cái câu hỏi ở trên, ví dụ như bệnh này kia mà mình có người dân cho mình những cái loại thuốc mà mình dùng, mà có thể dùng được đó, thì cái đó mình cho, nhưng mà chỉ cho cha mẹ thôi đó. Nhưng mà vật thực khi mình đi trị bệnh mình có dư thì mình cũng cho cha mẹ được. Chứ còn mình đi kiếm những cái mà không phải nó trong cái tầm tay của mình, rồi mình tìm mình kiếm rồi này kia, xong thì lọt vào một trong bốn cái điều kiện tu hành kia, ở đó Đức Phật không có tán dương đó. Mà cái thời nào vậy đó quý vị nên nhớ, tu hành nó thời Đức Phật đó nó rất là khó khăn, tại quý vị biết Ấn Độ mà nó khó đến nỗi ngài đặt ra một số luật rồi ra người nữ ở giữ cũng không được, còn đủ. Thành ra cái hệ tỳ khưu ni ở hệ nguyên thủy mất là vậy đó. Họ tại vì không phải ông sư cấm đoán gì cả, nhưng mà họ giữ không được thì dĩ nhiên là phải tiêu thôi ha. Giữ giới không có được trong sạch như mà cái điều mà trong giáo luật bắt buộc. Thành ra cái hệ tỳ khưu ni trong nguyên thủy nó mới bị đứt chến là vậy đó. Đó, thành ra chứ không phải dễ đâu. Nó có nhiều chuyện quý vị rảnh đó, lôi vô nhờ ông Google ông tìm cho đánh chữ tỳ khưu ni giới, muốn đọc của Bắc truyền hay Nam truyền thì đánh thêm chữ Bắc tông hay Nam tông vậy, ra nguyên một cái bộ đó. Quý vị đọc vô là quý vị hết hồn luôn, chứ tạm thời không quay tu là dễ. Giống như mình nghĩ muốn làm gì làm, nó mô cái thai á. Dạ, sa thú, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã giảng giải câu hỏi của con. Con nghe Ngài giảng mà con rất là hoan hỷ, có cái câu mà giới ni mà bị đứt chến. Dạ, rất là hoan hỷ. Dạ, cái câu này Ngài dùng rất là chính xác luôn. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng có thể đưa bàn tay mình lên. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào tất cả quý anh chị em đã hữu sư vào đạo tràng. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, kính mời đạo tràng có thể đưa bàn tay mình lên hoặc có câu kết chát. Trước nhất, dạ, con xin đọc cái câu của một vị em cho con. Dạ, hỏi về sáu pháp tùy niệm. Con cung thỉnh Ngài giảng dạy sáu pháp tùy niệm cho
cái người Phật tử cũng có mặt trong đạo tràng này để em biết rõ hơn. Dạ kính chào anh chị Phan Quang Liêm và vào đạo tràng. Dạ con kính nhân quý đến ngài Nam Mô Bụt Thầy. Dạ sáu ngài giải thích về sáu pháp tùy niệm bạch ngài. Con kính nhân quý đến ngài ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền giả. Dạ, kính thưa chư quý vị, trong cái lâu lâu cái nó phải ho vậy đó. Trong cái về thiền chỉ thì có 10 pháp tùy niệm, nhưng mà thường thường người ta hay đề cập tới 6 pháp tùy niệm, là 6 pháp đó nó gần gũi và mình dễ làm nhất, chứ không cần phải nhiều cái điều kiện khác. Thì mười cái cái pháp tùy niệm từ đầu là niệm Phật, niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, niệm thí, niệm giới, niệm về sự chết, niệm về hơi thở này kim trùng đó. Thường thường nhưng mà ta nói sáu chuyện đó, là tại vì sao? Tại gồm có tại Đức Phật nói rất nhiều trong các bài giảng của ngài. Thứ nhất là niệm ân đức Phật, thứ hai niệm ân đức Pháp, thứ ba là niệm ân đức Tăng, thứ tư là niệm giới, thứ năm niệm thí, và thứ sáu là niệm về sự chết. Thành ra những cái sáu cái đề mục đó đã giúp người mình nó rất nhiều cái là cái lợi ích. Nó giúp trong những trường hợp cái tâm mình bị phóng, hay là nó giúp trong trường hợp cái tâm mình nó có những cái chuyện mà mình không thể có cái phương tiện nào khác. Thí dụ như mình đang làm cái gì đó mình thất vọng quá, mình muốn tự tử này kia, thường nếu có người nào niệm sự chết thường xuyên đó thì tới đó là chuyện bình thường, dầu rằng có khổ có gì cách mấy cũng có thể tránh qua được đó. Còn niệm về giới là để cho người mình nó luôn luôn nó có cái tác ý mà tránh xa cái điều ác, mà cái điều ác đó có thể giúp mình được nhiều chuyện. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, thì nó có ba chuyện mà quý vị có để ý. Thứ nhất là tưởng, là cái pháp nó dễ dẫn dắt chúng sanh đi về quá khứ rất là nhiều, tưởng. Cái thứ hai đó là tầm, tầm là cái pháp dẫn dắt chúng sanh đi về tương lai. Quý vị nên nhớ hai chuyện đó, người nào lọt vào tưởng, lượt vào tầm là cái không đi về quá khứ thì chạy về tương lai. Còn cái pháp thứ ba đó, Đức Phật rất là tán dương khi mà dùng đó là niệm. Niệm là cái pháp mà trong hiện tại bất cứ người nào nếu có niệm thì đều có thể ở sống trong hiện tại được. Chứ còn nếu mà mình không có được niệm thì nó vô mấy cái kia là vậy đó. Thành ra trong sáu cái niệm đó quý vị nào có đề cập hết trong cái thanh tịnh đạo, nếu mà học trước sau gì ngài Tề Siêu này cũng sẽ giảng cho, lúc đó quý vị muốn hành muốn gì đó thì hỏi nói với ngài giảng kỹ cho. Ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, niệm thí, niệm giới và niệm về sự chết đó. Đó là sáu pháp rất có nhiều cái lợi ích trong cái đời sống hiện tại của con người, mà mình có thể ngồi đâu mình có thể làm được, không cần phải tạo những giống như những cái đề mục khác. Ví dụ như casino tức biến xứ thì phải làm, phải tạo ra một cái hình ảnh để làm đối tượng. Nhưng mà niệm Phật thì mình đóng cửa mình nằm mình cũng làm được. Pháp mình tăng niệm giới thì mình nghĩ giới mình đi sinh thọ từ buổi sáng hay buổi hôm qua tới nay nó còn trong sạch được bao nhiêu gì gì đó. Niệm thí là khi buổi sáng, thường thường mấy cái này ở xứ theo Phật giáo truyền thống nó dậy niệm sáng để bát xong chiều về suy nghĩ lại những cái điều làm thì bi thị nó phát sanh rất là mạnh. Và cái pháp mà để giúp trình có thể tránh trong lúc cái tâm mình nó tới cái số cùng cực đó, thường là đó là về sự chết. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ dạ sa thú lành thai đã, người bị đạo hữu đã kính tri ân ngài, và con cũng thành kính tri ân ngài đã giảng dạy sáu pháp tùy niệm, cũng như cảm ơn đạo hữu đã cho câu hỏi. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ con thấy như thật đã có câu
Chắc lên, bạch sư, theo giới luật tỳ kheo ni. Dạ, sa thú Diễm Nguyễn, dạ, cho Nhật Bình đọc câu này trước nha. Rồi Nhật Bình đọc câu Diễm Liễm, và nếu Phật tử Minh Tâm có thể làm thị giả cho Ngài và có điều chi thắc mắc thì cứ đưa bàn tay lên Nhật Bình, xin nhường mic. Dạ, bạch sư, theo giới luật tỳ kheo ni có được giảng pháp cho hội chúng tỳ kheo tăng không? Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, con kính nhân mít đến Ngài ạ. Nam Mô Bụt Tha Gia, kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư quý vị. Đối với nhà ông sư, những người mà tu tỳ kheo trong vòng 5 năm đầu đã học nhiều, rất nhiều chuyện. Mà hai chuyện bắt buộc phải thuộc lòng nữa, đó là giới bổn của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Học cả hai luôn chứ không thể nói một được. Bởi vì trong thời Đức Phật đó, tỳ kheo ni không được làm gì hết, ngay cả muốn dạy cho tỳ kheo ni thì cũng phải thính ông sư qua dạy. Thành ra ông sư phải biết giới luật tỳ kheo ni để tránh những cái điều mà có thể mình phạm. Một cái thứ nữa đó là có những cái điều tại sao tỳ kheo tăng phải học luật của tỳ kheo ni. Tại có những cái giới mà Đức Phật cấm tỳ kheo ni, nhưng mà kể như là cấm luôn tỳ kheo tăng. Thành ra mình phải học mới biết, chứ không phải là khi đọc trong 200 mấy trăm giới của tỳ kheo không thấy, nhưng mà khi tỳ kheo ni là biết cái chuyện đó. Đức Phật cũng cấm như thường, cấm ông sư như thường, chứ không phải chỉ cấm bà sư không đó. Thành ra tỳ kheo tăng phải học luân lực của tỳ kheo ni đó. Học hai cái bộ mà thường, nếu mà ông sư mà ở 5 năm đầu học đúng theo luật của Đức Phật chế định đó, phải thuộc và viết khu ni, viết khu quý phần cá và viết khu ni quý phần cá luôn, chứ không phải là học một cái bắt buộc phải học, chứ không phải là có được dạy không bắt buộc phải học. Nam Mô Bụt Tha Gia. Dạ, như thật có hoan hỷ với câu trả lời của Ngài chưa? Còn có thắc mắc gì thêm không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh sẽ hỏi tiếp giúp giùm Như Thật. Và con cũng tri ân Ngài. Dạ, con xin hết cái câu của Diễm Nguyễn rồi. Dạ, Như Thật sa thú kính tri ân sư rồi. Dạ, con xin hỏi cái câu của, con đọc cái câu của Diễm Nguyễn ạ. Diễm Nguyễn hay Diễm Nguyên? Hay Diễm Nguyên vậy đây. Dạ, kính thưa Ngài, nếu một người thọ trì bát quan trai giới hay ngũ giới, nếu họ bị phạm giới thứ ba thân đạo tràng, dạ con xin kết lại, con xin đọc lại vậy là. Dạ, con xin đọc lại. Kính thưa Ngài, nếu một người thọ trì bát quan trai giới, hai ngũ giới, nếu họ bị phạm giới thứ ba thì họ bị đứt hoàn toàn tám giới hay năm giới, hay là chỉ đứt một giới thứ ba? Kính Ngài hoan hỷ giảng dạy cho chúng con hiểu rõ thêm, kính tri ân Ngài. Nam Mô Bụt Tha Gia, con kính nhân mít đến Ngài. Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt. Nam Mô Bụt Tha Gia, kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư quý vị. Đúng nguyên tắc thì phạm giới nào đứt giới đó thôi. Mình thọ bát quan trai mình đứt cái giới đó thì nó không còn là giới bát quan nữa, mà nó là tám giới thường. Cái gì nên phân nên hiểu tám giới bát quan khác và tám giới thường khác. Thường thường tám giới thường đó thì ở bên các xứ theo Phật giáo truyền thống họ dễ hiểu hơn là quý vị. Tại vì bên đó tu nữ, mấy vị tu nữ mặc đồ trắng cạo đầu là giữ tám giới, mà cái đó không phải là giới bát quan, tám giới thường thôi. Cứ nửa tháng là xin lại lần, nửa tháng ông sư tới cho xin lại lần, nửa tháng thì xin lại lần. Còn nếu mình thọ bát quan á thì mình đứt thì cái giới đó kể như đứt luôn, là nếu mình có xin thọ lại cũng chỉ là tám giới thường, chứ không thể gọi tám giới bát quan. Bởi giới bát quan là phải giữ tròn đủ trong sạch một ngày một đêm. Còn năm giới cũng vậy, đứt giới nào thì đứt giới đó thôi, chứ không có cái vụ mà đứt một giới là mất hết.
Bởi vì mỗi giới nó cứ đều có chi, cái giới nào mà không có gì hết thì trời đất. Thành ra thường ta niệm giới rồi thì chiều thì nó nằm trong phần niệm giới rồi. Ví dụ như mà chiều mà mình coi mình nghĩ là còn mình đứt cái giới nào thì ráng ráng mình xin lại giới đó. Còn nếu mà nó quá đứt thì mình đi sám hối rồi mình xin lại hết, ví dụ vậy đó. Thì trong đó có ấy rồi, bởi vì đứt một giới nó có tên gọi khác, mà đứt hai giới nó có tên gọi khác, nhưng mà giới nào phạm thì mới đứt mà thôi, chứ giới nào không phạm. Nhưng mà thường thường nó là cái giới thứ tám, mà cái giới thứ ba đó, mà của tám giới đó, mà đụng theo cái kiểu mà nó hơi quá lố một chút đó, thì thường thường đó, nếu mà ở chùa người ta cũng đuổi ra khỏi chùa. Người ta không cho, dầu rằng mình có sự ta cũng không cho, ta không cho. Đó là cái lỗi, đó là lỗi người đời chê trách, chứ không phải lỗi phạm giới không. Nên lỗi phạm giới riêng mà lỗi người đời chê trách riêng. Thành ra người ta cho về nhà chứ ta không cho ai trong đó. Thành ra khi nào mà đi về giữ phải biết nó tùy theo chi và giới, nó có mấy loại để mình giữ cho nó được trong sạch. Ví dụ tám giới coi chứ có loại ăn chiều mà được, có loại không ăn chiều được, không phải biết nó, chứ không phải là lúc nào nó cũng giống tám nhà, giống tám như nhau cả. Nam mô Bích Thà giá. Nam Mô Bích Thà Giá, cha chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã giảng giải câu hỏi của Diễm Nguyễn, và đạo tràng cũng đã hoan hỷ và cảm ơn Phạm Vương cha Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và Nhật Quỳnh kính chào Quỳnh Kinh và quý anh chị em đã hữu duyên vào đạo tràng. Và kính mời bàn tay quý vị và có thể mời những câu chết chát. Trước mắt Quỳnh Kinh có thể đưa bàn tay của mình lên không Quỳnh Kinh? Dạ, nãy giờ thì Nhật Quỳnh cũng hỏi mấy câu rồi, rồi đạo tràng cũng hỏi mấy câu rồi. Bây giờ Quỳnh Kinh giúp cho đạo tràng mấy câu để sáng tỏ về vấn đề học được không? Trước mắt Nhật Quỳnh để đọc câu của Như Thật trước ha. Rồi, kính mời Quỳnh Kinh. Bạch sư chia rẽ tăng đoàn thuộc về hội chúng tỳ kheo. Bạch sư chia rẽ tăng đoàn thuộc về hội chúng tỳ kheo, hay nếu người cư sĩ thấy vị sư nói điều sai trái là và chống đối. Dạ, còn xin đọc lại. Bạch sư chia rẽ tăng đoàn thuộc về hội chúng tỳ kheo, hay nếu người cư sĩ thấy vị sư nói trái và chống đối. Dạ, thế nào là chia đã tăng rồi, thế nào là chia đã tăng đó. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia. Nam mô Bụt Thầy Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Chư tăng tăng đoàn tăng ở đây là chỉ cho một hội chúng, tức là bốn vị trở lên. Nếu mình có cái hành động nào đó, người đời có cái hành động nào đó làm cho bốn vị sư này không làm tăng sự với nhau, hoặc mà có một vị sư nào bất mãn không làm tăng sự với ba vị kia, thì cái đó gọi là chia rẽ tăng. Mà cái người mà làm được cái hành làm hành động như vậy đó, thì được phải là ông sư thì được là gọi là chia rẽ tăng. Nhưng mà là cư sĩ mà làm như vậy đó, thì cái tội nó không gọi là chia rẽ tăng, nhưng mà cái quả nặng giống như chia rẽ tăng. Nên chia rẽ tăng tức là người cư sĩ làm thì nó không gọi là ngũ nghịch đại tội, tức là nhưng mà cái tội nó nặng giống, cái quả nó giống như chia rẽ tăng. Dẫu rằng cái tên họ không gọi là chia rẽ tăng, còn ông sư đi làm cái đó là chia rẽ tăng, cái tên gọi là chia rẽ tăng. Thành ra quý vị nên nhớ đó, người thì cứ người cận sinh nam nữ không thể làm cái tội mà gọi là chia rẽ tăng, nghĩa là được gọi là ngũ nghịch đại tội, một trong ngũ nghịch đại tội đó. Nhưng mà cái khi mà làm cái hành động đó rồi đó, thì cái hậu quả bằng giết chứ. Nghĩa là ông sư ông làm chuyện đó, ông đi tới cái độ sâu như thế nào thì cư sĩ làm cũng đi tới độ đó, dầu rằng họ không nói là chia đã tăng.
không có dùng cái danh từ đó thôi, nhưng mà cái nghiệp giống nhau, nên là cẩn thận. Nam mô Bổn Tài Giá. Dạ, sa thú. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông đã từ bi giảng dạy câu hỏi của Như Thật. Và cảm ơn Như Thật đã cho câu hỏi. Và nhân cái câu hỏi này, Ngài cho con hỏi một câu. Thí dụ như mình là một người Phật tử, như tụi con đi, như là bản thân con đi. Mà con không có tôn kính một vị sư. Con nói chuyện giống như là mình là ngang hàng, là bạn bè với nhau. Như vậy con phạm vào cái tội gì và nghiệp quả có thể đưa đến như thế nào, bạch ngài? Dạ, con kính nhân bích đến ngài. Thôi để câu hỏi con lại đi, để con hỏi cái câu Như Thật đi, bạch ngài. Dạ, câu hỏi con đã dành đó. Dạ, tại con thấy cái câu này nó có liên quan mà chưa có câu hỏi nên con hỏi, mà giờ con mở mắt ra con thấy câu hỏi của Như Thật rồi, con xin phép ạ. Dạ, con xin phép. Để thôi không sao đâu Như Thật, không sao. Và câu hỏi của quý vị quan trọng hơn câu hỏi của Nhật Bình mà. Như vậy, nếu một người cư sĩ phản đối sự tái lập tỳ kheo, vị có rơi vào nghiệp bất thiện không? Dạ, con kính dân bích đến ngài. Nam mô Bích Tha Giá. Tỳ kheo hay tỳ kheo ni phải không? Dạ, phải như vậy không? Như Thật, dạ, Như Thật có thể xác minh lại ha. Dạ, con kính dân bích đến ngài ạ. Nam mô Bổn Tài Giá, kính bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Quý vị nên nhớ chuyện hồi xưa Đức Phật mà đặt ra luật lệ gì đó là phần đông là do cư sĩ. Cư sĩ không biết cư sĩ Việt Nam như thế nào chứ cư sĩ Ấn Độ nhiều chuyện lắm. Thấy ông sư làm gì không trái tay gai mắt nó lại vô mét Đức Phật. Đức Phật kêu ông sư lên hỏi thì ngài cấm. Thành ra cận sinh nam của sư nữ thời Đức Phật đó là góp một phần rất là lớn vào cái việc mà Đức Phật chế định ra luật lệ cấm đoán hay là cho phép chư tăng chư ni. Thành ra cái chuyện mà phản đối cái sự tái lập đó đó không có, nếu mà mình nói với cái tâm thiện thì cái đó không có gì là nghiệp bất thiện. Nhớ vậy đó, nghĩa là mình học hỏi cho nó đàng hoàng đầy đủ, vô tình với chư tăng như vậy vậy thì nên làm. Còn nếu mà mình nghe ông sư nào cũng lên ông nói cái đó không nên làm này kia, cái mình vỗ tay, cái mình đi ra đi đâu cũng tuyên truyền không nên làm, không nên làm, cái đó là mình không có biết, mình chỉ hùa theo, lỡ ông sư kia ông có cái khuyết điểm gì thì mình cũng là cộng sự của cái khuyết điểm của ông đó. Là mình nói gì là dựa vào một số cái điều kiện để nói chứ không có ấy. Nhưng mà nè, về luật đó, cái câu này quý vị nên nhớ để khi nào quý vị đọc luật của ông sư. Luật của ông sư đó, một nửa sự thật không phải là sự thật. Thành ra mình mới thấy cái điều đó vậy đó, mình chỉ biết một nửa thì mình kết tội người ta là phạm giới, phạm cái gì cái đó là không có đúng. Mà nó phải là 100% mới được. Đó, thành ra nếu mình thấy cái đó không phải, dựa vào những cái điều luật mà Đức Phật đã đặt ra như vậy, rồi mình trình cho chư tăng thì không sao. Và với cái ý tốt của mình là thiện nghiệp chứ không phải là bà ấy đó. Nhưng mà mình thấy cái chùa này xưa giờ nó lộn xộn quá rồi, bây giờ tự nhiên nó lên tiếng công nhận tỳ khu ni, cái mình nhào ra mình chửi phụ những cái người bất mãn giống mình thì cái đó không phải là nghiệp ác. Mình nhớ hai chuyện khác nhau. Thành ra cái gì mình biết thì làm phải suy nghĩ cặn kẽ, còn không biết thì thôi nên tránh xa chắc ăn, chứ mình đừng có thấy người ta bị lửa cháy mà mình không có biết chữa, như thế không có đồ nghề đồ gì chứ lửa mình nhào vô đó mình phụ người ta là coi chừng phỏng lầy. Nam mô Bổn Tài Giá. Dạ, sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, thưa sư, con có một cái thắc mắc sư trong vấn đề mình nói đến sư chư tăng này nọ rồi đó. Dạ, cái này nó có mới xảy ra ở Việt Nam, là có một cái vị đó tăng tướng thì nhìn như một tu sĩ của Bắc Tông. Dạ, nhưng cái vị này là đánh cái đứa bé. Dạ, vị này tổ chức cái khóa học đó. Dạ,
Rồi đứa bé nó khai là vị này lạm dụng tình dục và đánh nó rất là nhiều. Hiện giờ thì cơ quan công an đang điều tra. Nhưng ở đây con không có hỏi mấy chuyện đó. Ý của con muốn nói về khi mà cái vị này xảy ra đó, thì giáo hội Việt Nam nói rằng cái chùa này thì nó không phải cái chùa, tức là không có nằm trong danh sách, và cái vị này thì cũng không có nằm trong danh sách của chư tăng Việt Nam. Ý của con ở đây muốn hỏi rằng mình khi mình nói mà đụng chạm đến tăng đó, thì mình có cần phải xác định là tăng như thế nào thì mới gọi là tăng, hay là cái người nào đó người ta dựng chùa rồi người ta đại khái gọi là người tu hành đó, thì như vậy thì cái người đó mình có gọi là tăng hay không? Bởi vì cái này nhiều khi mình nếu mà mình gom hết như vậy thì coi như là mình gặp ai mình cũng ớn hết trơn, bởi vì không có dám đụng, mình đâu có biết. Thành tự ra con không biết là cái người cái chữ tăng ở đây là cái người này có cần cái thọ giới như thế nào thì mới gọi là tăng. Bởi vì con thấy đụng chuyện thì người ta cứ nói là ông đó ông không phải thầy chùa, rồi thế là xong chuyện. Thì đây nhiều khi mà ổng khi mà ổng bận tăng, tức là bận đồ của thầy chùa đó, thì cũng không ai nói gì hết. Nó như nó kẹt cho đó, bởi Việt Nam nó rất là lộn xộn cái vụ mà tăng này, thì con thỉnh sư giảng dạy để Phật tử như của con nắm bắt cái vấn đề mà tăng nó như thế nào. Chứ nhiều khi rồi gặp ai mình cũng sợ, hoặc là gặp ai mình cũng cũng nghĩ là tăng hết thì nó cũng kẹt lắm. Con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, kính bạch chư tôn hiền, kính thưa chư quý vị. Nghĩa là một người cũng là tăng như thường, chứ đừng có nghĩ bây giờ mà hai ba người vậy đó. Người đó là người đời, người thường đi nữa cũng có thể là tăng như thường. Quý vị đọc cái bài kinh lễ bái tăng bảo được rồi, tăng có bốn thôi tám vị đó. Tức là nghĩa là đạo bốn mà ấy quả bốn, mà trong đó đâu có nói là phải đồng sư đâu. Phải không? Anh đã quý vị coi chân nghe chuyện đó. Cái đó thứ nhất, nếu mình nói chữ tăng không á. Còn cái thứ hai, tăng để làm tăng sự á, thì phải qua bốn vị trở lên, và cái vị đó phải là tu sĩ. Tu sĩ nam hoặc tu sĩ nữ. Tăng để làm tăng sự đó, thì phải là tu sĩ mà nam hoặc tu sĩ nữ. Nhưng còn nó tăng không không đó, người đời vẫn là tăng như thường, nếu vị đó là sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, đạo tứ quả này. Phải cẩn thận thì mình nói ra, còn không biết chắc là thôi bỏ qua, đừng có dây dưa, bởi dây dưa cái tâm mình nó phiền não mà chi giấu mất công nè, thấy không? Đừng bao giờ nghĩ đó, mình gặp mấy người đó thì nên niệm Phật cho chắc ăn. Nên niệm Phật đàng hoàng chứ không phải mô Phật, từ là Phật trong chánh điện nó không nên, Phật ở mô là ở trong chánh điện là không có nên. Anh là nhớ là phải phân biệt. Còn cái chuyện mà thế, những cái thế giới mà sô bồ nó không có cái gì mà liên quan tới cái đoàn thể của người tu, thì cái điều kiện đó không miễn bạn đi, bạn nhức đầu thêm. Mấy cái nước mà có Phật giáo truyền thống, nó có giáo quyền thì mình mới dám nói có giáo quyền. Ví dụ như Thái Lan ở Miến Điện á, giáo hội nó có giáo quyền đàng hoàng. Khi mà mình chúng sanh mà viết một cái thơ, bất cứ ai đi viết cái thơ lên nhà tôn giáo hay là lên cái Mahathera Samakom, tức là cái bộ phận mà trông coi chư tăng của chư tăng á, thấy ông đó như vậy thỉnh cầu sẽ nghe điều tra hay là xem xét lại, thì là họ cho người xuống điều tra liền. Nếu đúng như mình nói thì nghĩa là phạm giới nặng giới nhẹ gì thì theo cái giới đó mà cho ở hay là đuổi đi hay sao đó, họ làm liền, họ có cái quyền đó. Thành ra giới lớn như nhỏ cũng vậy, chứ không phải ấy. Bởi vì cái giới của chư tăng nó không có phải dễ giống như mình nghĩ. Có những cái giới trông rất là nhẹ, những ăn ăn chiều chẳng hạn, nhưng mà ở Thái đó họ vẫn bắt lộc y như thường. Bởi vì cái đó là hồi xưa đó chúng tôi không hiểu tại sao mà nó nặng tay vậy. Nhưng mà tôi có hỏi cái vị thầy mà dạy ấy đó, thì họ nói có những cái chuyện mà được gọi là lô cả quách xá, tức là lỗi người đời chê trách. Ông sư ăn chiều hay uống rượu đó, trong trong giới đức của ông sư là chỉ có phạm ưng đối trị thôi, nhưng mà chư tăng vẫn có quyền lộc y như thường, bởi vì lỗi làm là người đời chê trách.
mà mình ban đầu thì chúng tôi cũng không hiểu chứ đó người đời chạy đá thế nào sao mới biết. Nó chỉ đồn cái chùa đó có ông sư thích uống rượu, cái là cả xã cả cả cái xóm cái quần đó nó không thèm để bác giờ chưa chưa tăng ông đi chùa từ trị bệnh từ chùa đó liền. Lỡ người đời chạy trách vậy đó mà quân minh tâm biết mà họ không để bác là ông sư chạy cái nước là tuột sẽ đông thì sẽ làm sao giờ. Thành ra đó lý do là do có những cái lỗi này rất là nhẹ nhưng mà họ vẫn cho đi như thường chứ không có giữ phải giữ hại người khác đó. Thành ra cái đó là tùy theo, thành ra mình phải hiểu chữ tăng nó như vậy đó, tăng để làm tăng sự nó khác, mà tăng không á, mình nói tới tăng không á, là một người cũng có thể tăng, mọi người đó không cần tu sĩ hay là cư sĩ gì, miễn là sơ đạo sơ quả như đạo như quả tam đạo quả gọi là tăng rồi, là mình nên để ý cái chuyện đó ha. Còn cái chuyện trong nước Quỳnh nói gì đó bỏ qua đi, mình sống ở ngoài nước mà để ý chuyện trong nước chi cho mệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú và dạ, con kính trường Siêu Liễu Tông. Dạ hiện giờ con cũng có rảnh cho nên con xin lên để cầm mic dẫn chương trình và phụ cô Diệu Quỳnh và cô nghỉ ngơi. Dạ thưa sư, trong cái vấn đề mà mình có một cái người thân sư, mà khi mà bắt đầu gọi là bệnh hoạn đi vào cái vấn đề những cái ca mổ thưa sư, tức là chuẩn bị bởi vì mổ mà đâu có biết được, nhiều khi dao búa nó lỡ nó rạch lộn chỗ là coi như xong. Thì thỉnh sư chỉ dạy cho hàng Phật tử của chúng con là coi như ví dụ mình có người thân mà chuẩn bị đi vào phòng mổ đó, thì mình nên có những cái lời nói như thế nào, hay là mình có như những cái như thế nào để mình hướng cho người thân mình có một cái tâm mà nó an lành trước khi mà đi vô ngủ, bây giờ mổ nó ngủ rồi. Thì thỉnh sư giảng dạy điểm này, bây giờ Phật tử thì thế nào cũng có người thân cũng lâm vào cái cảnh là bệnh hoạn, và con kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Ví dụ như huynh á cần cần mua nhà thì huynh phải đi làm cho tới khi nào có đủ credit mới đi mua nhà, phải không? Thì bây giờ cũng vậy, tất cả mọi người đều có thể có trường hợp giống như huynh kể, thành ra bắt đầu từ lúc còn khỏe như vậy nè, nên cố gắng tạo thiện pháp đi để rồi mai mốt có chuyện thì mình nhớ thiện pháp đó, hoặc là mình không nhớ thì người thân nhắc nhở cái chuyện đó thì mình mới có cái điều kiện để mình suy nghĩ chứ, phải không? Còn bây giờ mình đợi tới tới khi giống như ở đời thầy nói thấy quan tài mới 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 đổ lệ đó, chờ khi thấy quan tài rồi bây giờ mình có muốn làm gì cũng không có kịp. Nó thật sự với mình vậy đó. Thứ nhất là nghe nó mổ cái là đã rung rồi, thì làm sao mà ngồi nghĩ gì ra trong khi mình chưa có tạo cái thiện pháp nào rồi cho mình nghĩ. Mà bây giờ người xung quanh có nói ở niệm A Di Đà, niệm Quan Âm, niệm Phật Thích Ca Mâu Ni gì ông sùm á, niệm là chỉ nhép cái miệng thôi chứ làm sao cái tâm thiện nó phát sanh được. Mình cứ nghĩ gì đi, về phải làm từ cái lúc còn khỏe khỏe mạnh như vậy nè, phải chuẩn bị trước từ đó chứ không phải đợi cho tới lúc mà bước chân vô cho chỗ đó rồi mới bắt đầu tính cái chuyện mà làm sao mà được bình tĩnh rồi này kia không dùng. Nó chơi chứ thì được, cho nó thiệt thì không thể xảy ra được. Đừng nói nhiều người, không phải nói chứ tu cả đời nhưng mà tới chừng nghe những cái chuyện vậy cũng rung nó nổi, mà hỏi tên còn không nhớ chứ đừng đừng nói là hỏi chuyện gì khác đó. Thành ra bây giờ tất cả cái chuyện gì nên nhớ phải tập từ cái lúc mình còn trẻ, còn đầy đủ sức khỏe đó. Trong Kinh Pháp Cú câu chuyện mà chúng tôi không nhớ, câu Kinh Pháp Cú mấy kể chuyện hai người ăn mày đó, Đức Phật kêu ngài ra ra nếu mà vô tu hành từ lúc thiếu niên thì đắc tới quả đó, mà vô trung niên đắc quả đó, bây giờ thì không còn cơ hội nữa. Thành ra khi mà thấy mà lão niên rồi thì không còn cơ hội, thì cũng giống như mình đó, chờ tới cái ngày đó rồi mới bắt đầu cái nghĩ tới thiện pháp, mình phải làm gì để mình được hưởng cái này hưởng cái nọ. Xin thưa là không thể xảy ra được. Thành ra tất cả những người nào thân di với huynh đó, nó khuyên trời trước đi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, dầu rằng còn nhỏ hay là gì còn khỏe mạnh,
cũng nên tạo thiện pháp. Thiện pháp này là của cực cận sinh nam phương nữ thì không có nhiều việc để làm đâu, bố thí trì giới rồi buồn buồn thì hành thiền chỉ, buồn buồn vui vui chút thì hành thiền minh sát để tạo phước báo cho mình, để dành trong ngày vị lai để làm bỏ tiền nhà băng, để khi nào cần đầy đủ thì mình đem ra mua nhà, chứ còn không mà tới cái lúc mà có vợ con đồng đệ 4-5 đứa mà tính cái chuyện đi mua nhà thì thôi đi mướn nhà ở cho nhanh. Nam mô Phật thầy á. Dạ sa thú dạ, con kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ bây giờ con cũng có khách cho nên nhờ con Nhật Quỳnh dạ giúp giùm ạ. Dạ con xin phép lao xuống và kính tri ân sư Liễu Tông. Yeah. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con kính tri ân ngài Liễu Tông đã giảng giải những câu hỏi đã qua. Dạ bây giờ con thấy cô Nhật Quỳnh bận thì con cũng xin kính mời trong đạo tràng. Quý vị ai có thắc mắc gì hoặc có câu hỏi gì thì cứ hỏi trực tiếp, đưa tay hỏi trực tiếp với ngài, hoặc là chất giác lên thì Meta cũng có thể đọc thế để dâng đến ngài để ngài trả lời cho chúng ta. Và vậy kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng. Dạ, con thấy câu hỏi của Như Thật. Dạ, con xin đọc. Bạch Sư, từ xá ma thi giống và khác nhau với từ xá ma thá. Con không tìm được từ điển Bali Việt từ xá ma thá, tại sao không có từ đó trong Bali Dictionary? Dạ, con xin nhân mic đến cho ngài. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiện, dạ kính thưa chư quý vị. Chư thầy Samathi thì chỉ cho cái một loại tâm sở, thường gọi là tâm sở định Ekaggata Samathi. Còn cái danh từ Samatha đó tức là nói về một cái phương pháp tu, phương pháp tu hay là cái phương tiện để tu.
mà tùy theo cái gốc của nó thì mình trong Pali thường thường nó mình muốn tìm cái chữ gì đó thì mình phải dựa vào cái gốc của nó mình tìm mới ra. Chứ còn nếu mà mình tìm trong cái danh từ mà trong từ 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 Pali Dictionary, nhiều khi người ta không có liệt kê mấy cái gốc chữ, ngoại trừ những cái vị mà có cái quyển cuốn Pali mà để học học về ngữ vựng hay về ngữ pháp Pali thì nó mới chia có gốc có ngãi cho mình. Chứ còn nếu không thì tìm rất là khó. Chúng tôi không biết ở Việt Nam có hay không, chứ còn ở Thái với Miến Điện nó có. Ví dụ cái chữ đó thì họ từ đầu ra này kia nó đã rất là đầy đủ để mình tìm ra. Còn có cái quyển ở chỉ có Miến Điện nó mới có một cái loại từ điển mà để cho các nhà sư học đó. Nó khoảng hai mấy quyển nhưng mà rất tiếc là nó chưa có dịch tiếng ngoại quốc. Cái chữ Bali đó là họ coi trong tạng luật nghĩa là gì, tạng kinh nghĩa là gì, tạng gì gì pháp nghĩa là gì. Trong tạng kinh thì trong bài kinh đó, trong bộ kinh cái chữ đó nghĩa là gì, mà nếu mà chữ đó nở trong cái tiểu bộ kinh nó nghĩa là gì, nó rất là chi tiết. Hay là thành ra để học để hiểu cho nó chứ không có ai dễ. Thành ra nhiều khi mà đánh chữ Samatha ra lựa trong mấy cái quyển từ điển thông thường ở ngoài lưu hành khoảng mười mấy cái quyển từ điển thường có thể là không có, nhưng mà cũng có thể có mà chắc tại tìm chưa thấy rồi. Coi cái quyển từ điển mà của ngài Tịnh Sự may ra có, ngài Tịnh Sự ngài có lựa một số cái chữ mà trong cái bộ mà Di Pháp ngài dịch đó, để cho giờ người học Di Pháp với ngài hiểu đó. Thì tìm thử cái quyển đó coi ha. Rồi kinh Milanda dạy chưa, lên giúp đạo tràng chút coi. Nam mô. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ con thấy như thật cũng đã sa thú kính tri ân ngài rồi. Dạ nhưng mà con thấy có một cái câu của Tỳ Khu Pháp Quang, con xin đọc ạ. Cho sư bổ sung thêm câu trả lời của ngài được không? Dạ con thấy câu này của Tỳ Khu Pháp Quang đã chắc lên như vậy, con xin dâng mic lại cho ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính thỉnh đảnh lễ cho Đại Đức Tăng. Quý Phật tử có nghe rõ không ạ? Sư cũng xin bổ sung thêm cái câu lúc nãy ngài trả lời là có cái cô nào cô hỏi là làm thế nào để một người mà sắp vào bệnh viện đó để hỗ trợ cho người thân quyến của mình để được trước lúc chết thì được nó tâm nó không bị tán loạn á, nói chung là cái chết nó tốt đẹp hơn, hay là để phòng ngừa. Thì cái việc mà chuẩn bị đó, theo sư được biết đó, thì nó rất khó. Tại vì thường thường là mình phải biết rằng cái trong cái chánh kiến và nghiệp á, thì cái tâm của mình nó thường hay nó có cái xu hướng cái việc xấu hơn, việc xấu, việc bất thiện nó nhiều hơn là cái việc thiện. Khi mà có một cái vấn đề nào đó mà nó, ví dụ như nó bất thiện nó xấu, thì cái tâm mình nó thường hay muốn làm những cái việc xấu, nó thường hay muốn suy nghĩ tới những cái đối tượng xấu, những cái việc xấu. Còn những cái việc thiện, những cái việc lành thì cái tâm của mình nó thường không có xu hướng tới cái vấn đề đó nhiều. Thành nên một người mà ví dụ như mà bệnh mà sắp bệnh mà bệnh nặng này mà nằm một chỗ đi, mà hay là chuẩn bị mình lên găm mổ mình để kiếm một cái bài pháp hay kiếm một cái lời khuyên nào đó để cho người đó
có thể là an tâm hơn, trấn an cái tinh thần hơn, thì theo như sư nghĩ là nó rất khó. Như ngài nói hồi nãy đó, ngài nói hồi nãy là phải phải tu tập từ từ nhỏ, từ cái thời mà thanh thiếu niên, chứ không phải là để trung niên hay là lão niên mới tu. Thì theo như các vị mà thiền sư ở bên Myanmar, người ta có chia sẻ rằng khi mà mình cái tâm của mình nó thường hay phản ứng rất nhanh, rất rất dữ dội khi mình nghe một cái vấn đề nào đó, mình nghe một cái câu chuyện nào đó tốt hay xấu không cần biết, nhưng trước trước mắt là cái tâm mình nó sẽ phản ứng theo theo cái câu chuyện đó. Thì nếu mà để cho mà cái tâm của mình mà không có có phản ứng lại á, thì mình phải cần có một thời gian dài để tu tập thiền Vipassana. Nếu mà mình có thời gian mình tu tập như vậy, thì một thời gian sau nếu mình đã có đủ cái năng lực rồi á, thì cái sự phản ứng của mình á, sự phản ứng của mình nó sẽ chậm lại và cái chánh niệm của mình nó sẽ mạnh lên. Thì khi mà ví dụ như mình nghe mình bị bệnh, mình nghe bác sĩ báo là ông bị ung thư, nó giai đoạn 2, giai đoạn 3, thì lúc này cái tâm của mình đồng ý nó cũng có phản ứng, nhưng nó phản ứng nó chậm, nó phản ứng nó ít, cái cường độ phản ứng của nó ít hơn là cái người không tu thiền Vipassana. Cái người mà hết mà không tu thiền Vipassana thường nghe một cái vấn đề đó, ví dụ như là trúng số hay là bệnh đau gì đó, thì người ta phản ứng rất dữ dội, thậm chí chấn động. Đấy. Còn những người mà họ có tu tập thiền Vipassana mà có kinh nghiệm một chút đó, thì khi họ nghe thì họ đã từng tu tập Vipassana mà, thì họ tu qua 6 căn, thì có nghĩa là họ nghe một cái âm thanh bên ngoài người ta nói rằng ở ông mình bệnh ung thư giai đoạn 2, giai đoạn 3, thì lúc mình cái nghe đó người ta không có chạy theo cái bên ngoài tục đế, mà người ta quan sát cái sự phản ứng của cái tâm người ta. Thì cái tâm người ta, cái người mình có tu tập ở đây, tuy người ta có bệnh nhưng cái phản ứng của người ta, cái cường độ phản ứng nó cũng nhẹ, và cái sự chấn động của cái tâm nó cũng nhẹ, nó nhẹ hơn cái người không tu. Thành nên mà ngài Mahasi ngài nói á, cái ông cứ tu tập đi, cứ tu tập thì Vipassana đi, nếu kiếp này mà không có giác ngộ, không có đắc đạo được, thì trước sau gì ông chết cũng sanh tổng chú chư thiên. Thì bây giờ một người mà ví dụ như họ không có tu tập, thì sau khi mà cộng tử nghiệp họ chết, thì tâm họ thường hay tán loạn, suy nghĩ lo sợ hồi hộp, dọc hoài dưới cái chết, thì họ sẽ sanh vào những nơi ví dụ như những cảnh khổ đi. Đấy. Còn người mà họ có tu tập một chút thì cái sự điềm tĩnh, cái chánh niệm của họ nó mạnh hơn, cái sự phản ứng nó giảm lại, thì chắc chắn cái nhân á mà sanh xuống cảnh khổ nó rất mong manh. Đấy. Mà cái nhân nó sanh về cõi lành á, nó lại nhiều hơn cái người không tu tập thiền Vipassana. Thành nên nếu mà một người mà bệnh đa như vậy mà để mà người thân của mình trợ giúp, là nên giúp từ lúc ban đầu. Đấy. Khi người ta lúc còn sống, để cho người ta tu tập, tập cho chánh niệm, tập quan sát, tập tu, chứ để bệnh nằm một đống xuống đó rồi lúc đó là tu cái gì? Lúc đó người ta đang chiến đấu với cái cơn đau của người ta, đang lo nghĩ là tiền bạc mà, vợ đẹp con sinh của cái, giờ mình chết không sao, người ta cứ lo nghĩ, giờ mình có khuyên cũng người ta nghe thôi, nhưng mà hầu hết là cái sự mà nó khuyên của mình nó đạt nó rất ít, nó mong manh. Thì sư cũng phải là cũng góp ý bổ sung cho cái câu trả lời câu hỏi của cái người cư sĩ đó đó. Thì cũng xin thôi nhường mic lại cho quý ngài. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, con xin kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Quang và kính mạch quý ngài, kính thưa đạo tràng. Dạ, tại vì Đại Đức Pháp Quang mới vừa vào sinh hoạt đạo tràng nên không rõ. Dạ, con xin kính bạch ngài là hôm nay là thời trả lời câu hỏi của ngài Liễu Tông, nên nếu sư vào sinh hoạt thì có thể sư đặt ra câu hỏi ngài Liễu Tông trả lời. Dạ, chứ hoặc là Phật tử đặt ra câu hỏi thì ngài Liễu Tông trả lời. Ngài Trí Đức cũng không có trả lời nữa, nên con thỉnh Đại Đức Pháp Quang. Dạ, tại vì Đại Đức mới vào đạo tràng nên chưa có phân biệt được, con kính mong ngài Liễu Tông và quý ngài cũng như đạo tràng hoan hỷ cho Đại Đức Pháp Quang.
Dạ, tại Nhật Quỳnh nghe Quỳnh Minh Tâm đỡ mít Nhật Quỳnh nên Nhật Quỳnh chạy mất tiêu. Dạ, nên cũng hơi có một chút lấn cấn. Dạ, con kính mong Đại Đức Pháp Quang quan hỷ cho cái thời lượng của Ngài Liễu Tâm không có được bao nhiêu hết. Dạ, bây giờ thì con cũng xin sám hối với Ngài Liễu Tâm, Ngài Trư Đức và tất cả quý ngài trong đạo tràng cũng như quý anh chị em đạo hữu. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh Kinh. Hình như lúc nãy Nhật Quỳnh thấy Quỳnh Kinh đưa tay phải không? Dạ, Nhật Quỳnh thấy cái thoáng xong Nhật Quỳnh chạy mất tiêu rồi. Dạ, rồi mời Quỳnh Kinh nha. Kính mời Quỳnh Kinh. Dạ, Nam Mô Tha Dạ. Nam Mô Tha Ma Dạ, Nam Mô Sa Ca Dạ. Dạ, kính lễ Thượng Tọa Lưu Tông, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Trong Râm. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Hôm nay là ngày của Đại sư Nagarjuna dẫn đáp. Thì nãy giờ ngồi nghe nói thì có liên tưởng thấy sư có nói về vấn đề liên hệ đến vấn đề mà tuổi thiếu niên, tuổi trung niên và tuổi lão niên, mà cái sự tu tập có những cái sự khó khăn như thế nào. Lúc mà cái tuổi mà lão niên thì nó trở nên rất khó khăn. Thì theo như cái vấn đề này á, là con cũng thỉnh Thượng Tọa Lưu Tông quan hỷ giải thích cái sự khó khăn như thế nào đối với một người lão niên, mặc dù ví dụ như một người lão niên người ta có đầy đủ những cái pháp học này kia, người ta cũng có thể tu được tốt đẹp, nhưng mà trong đây tại sao mình lại nói là lão niên là rất là khó tu? Vậy thì cái nguyên nhân nào là cái nguyên nhân mà đưa đến cái sự khó tu tập của người lão niên? Con cũng thỉnh Tọa. Nam mô Phật Thầy, giả kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái nick như thật nãy hỏi vụ Samatha đó, sư có message cho cái địa chỉ để thấy cái chữ đó, không biết có nhận được chưa. Còn cái trong đời mình đó, nếu mình tu tập từ nhỏ thì cái chuyện lão niên nó không có gì vấn đề quan trọng. Còn bây giờ tới lão niên rồi mình mới tu ấy, cũng giống như huynh có cái memory card vậy đó, mà nó đầy hết rồi, mà nó đầy hết rồi thì chắc chắn nó phải như vậy rồi, thấy không? Được rồi, trời được rồi là. Để ra sẽ post lại thôi, người ta thấy chưa? Thì đó là những cái mà Quỳnh cứ nghĩ vậy là Quỳnh biết liền à. Đó. Thì thường thường đó mình tu tập đó thì mình phải tu từ cái thời mà cái tâm, nghĩa là cái tâm của mình đó, nó còn đầy đủ, còn khả năng thì mới ấy. Ngay cả chúng tôi là khi mà đi tu rồi đi học đó, quý vị nên hiểu qua đó rất là khó khăn, tại vì chúng tôi trung niên rồi, chúng tôi mới đi qua Thái học nó rất là khó khăn. Nói vấn đề ngôn ngữ đó là mà cái vấn đề nó rất là nhiều khê chứ không phải dễ như mình tưởng. Thành ra từ nhỏ tới lớn rồi đó, có những cái kinh nghiệm mà cho thấy những người mà ở ngoài đi làm xong nói hô tôi vô chùa tôi tu bảo đảm cái gì, vô ngồi chừng vài phút mà nó đã bắt đầu nó tê cẳng tê chân chứ đừng có nói mà quán cái gì nữa. Cái thứ hai, cái tâm của họ đó, trong cả đời họ làm việc ngoài đời cái tâm nó đầy nhấp những cái phiền não, những cái tào lao. Thành ra bây giờ muốn rì kho nó để cho nó trong sạch nó lợi không phải dễ, không phải dễ thật sự. Rồi hỏi mấy cái gì mà trong này mà tuổi mà cỡ thất thập cổ lai Mỹ cổ lai Tây thì coi hỏi mà vô nghe Phật pháp mà nghe như thế nào, thấy không? Không phải dễ như mình nghĩ đâu ha Quỳnh. Thành ra lão niên rất là khó khăn, mà trong ngoại trừ những cái vị mà cái tiền nghiệp họ rất tốt, cái ba la mật họ đầy đủ kìa đó. Ví dụ như ông già bọn vô không ai nhận cho tu, rồi ngài Sariputta cho tu thì mai ra, tại vì bao nhiêu tăng kỳ họ đã học ra những cái đó rồi. Còn mình thì nói thật sự chứ quý vị vô rung mà quý vị thấy nội học Bali không đã đủ muốn xin giải ngũ rồi, chứ ở đó mấy là đã lão niên rất khó khăn từ cơ thể, cái sự suy đồi của những cái cơ phận mà nó liên quan tới cái sự nhận biết đối tượng, những cái
sự suy nghĩ về những cái điều mà mình cần phải làm cho nó sáng tỏ này kia nó rất là khó khăn. Thành ra đó là tại sao lão niên rất khó tu là vậy. Ngoài trừ những gì có phước báo đầy đủ hoặc là đã tu từ trước đó thì mới giúp được trong những cái trường hợp mà giống như kinh Minh Minh Tâm hỏi, hay là trong giống như chúng ta đa số đều muốn vậy nhưng mà không phải dễ. Nam mô Bích Thầy ạ. Dạ, sa thú. Dạ, kính trân Thượng tọa Lưu Tông. Dạ, theo như sư nói như vậy thì coi như là cũng còn có cửa cho mấy em già không tu. Dạ, thì trong kinh Tinh Luật Sứ thì con thấy là Đức Phật dạy là trong vòng 7 năm, 7 tháng, 7 ngày cũng có thể đắc được đầu quả. Thì như vậy với một người mà lão niên như thế thì người ta có bây giờ ta quăng hết tất cả những khoản vô tu luyện cho tới khi nào mà tắt thở thôi. Thì theo như sư, theo vấn đề này, một người hành như vậy liên tục như vậy trong một cái thời gian gọi là lão niên thì nó có được cái sự lợi ích nào không ạ? À, hay là cũng chả được gì? Dạ, con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị, Đức Phật khi mà Ngài nói 7 năm 7 tháng gì đó là dành cho có tỷ Tịnh Nhu hoặc quyết bà chị Tịnh Nhu mà thôi, không cùng mình đó, thì 7 A Tăng Kỳ còn chưa chắc chứ đừng nói. Nhưng mà nếu mình có cơ hội để mình vô mình học gặp những cái bậc mà cao tăng mà chỉ cho mình những cái pháp đó thì mình ráng, mình cố gắng được bao nhiêu hay nhiêu để làm gì, để tạo một số cái duyên lành cho kiếp sau mà thôi nha. Chứ không phải là thuộc mình nói chơi vậy thôi, chứ còn nếu mình nói thiệt thì khó lắm Quỳnh. Chúng sanh có bốn hạng đó, mình hạng thứ mấy nha. Sợ khi mình còn đứng hạng thứ năm nữa chứ chưa được hạng thứ tư. Và Tháp Bà La Má đó thì đã là không có khả năng mà đắc đạo trong kiếp này rồi, chứ đừng nói vậy đó. Mà mình đã thuộc rồi thứ năm rồi mà còn lại vừa người nhị nhân hoặc người lạc vô nhân nữa thì thôi, chứ làm sao mà 7 ngày 7 tháng 7 năm. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ thôi giờ thì thẳng có Phật Pháp, mình ráng cố gắng mình học, học để là để gieo duyên cho kiếp sau. Bởi vì giờ muốn giờ không, nếu mình gặp gì Phật sau nữa thì Ngài cũng giảng bao nhiêu đây thôi. Thành ra kiếp này mình phải hạ thủ công phu để mình học hoặc là mình hành càng nhiều càng tốt theo cái khả năng về sức khỏe của mình, thì hy vọng mong kiếp sau mình còn có được chút chút để mình xài. Chứ còn nếu không, giống như chúng tôi nói nhiều lần trong room này đó, cái nguyện gặp Phật mà có Phật Pháp để không học, kiếp sau gặp Ngài cũng chỉ xin chụp hình để đưa lên Facebook thôi, chứ không có đường nào cả. Nam mô Bích Thầy giá. À, xa thú. Kính trân Thượng tọa Lưu Tông. À, sư chị nói chụp hình lỡ Facebook nghe tất cười. Đó như là cái bệnh của xã hội thời nay rồi. À, thì trả lời cái vấn đề tu tập về thiền, con cùng thỉnh sư giải thích cái vấn đề mà người ta nói về tu tập về hơi thở thôi, trong cái phương pháp mà tu về niệm hơi thở. Thì được nói là trong khi mình niệm tập hơi thở vậy, nó có hai vấn đề: một là nó liên hệ đến thiền chỉ, hai là liên hệ đến thiền quán. Thì như vậy thì tu tập hơi thở tới mức độ nào thì được gọi là thiền chỉ, và tới mức độ nào thì được gọi là thiền quán. À, trong vấn đề này con cũng thỉnh sư giải thích chi tiết kỹ hơn để cho chúng ta nắm được, để không thôi có một cái sự lầm lẫn trong vấn đề thiền chỉ và thiền quán của hơi thở. Dạ, con cũng thỉnh sư. Nam mô Phật Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị, hơi thở là trong là một cái đề mục có thể hành cả thiền chỉ thiền quán ha. Mà không phải là một loại thiền quán hành cho cả bốn cái thân thọ tâm pháp luôn. Thành ra nếu cái gì nào mà khi mà bắt đầu mà nhìn hơi thở phải nhìn cái kiểu nào, thứ nhất, cái thứ hai là nhìn theo cái tiền nghiệp trong quá khứ nữa. Tiền nghiệp trong quá khứ cái gì đó mà là phạm thiên mà hết phước rơi xuống mà nhìn hơi thở là tương tích tắc là niêm ít nó phát sanh rồi. Niêm ít nó phát sanh rồi. Thành ra gì đó chắc chắn là rất là khó mà chuyển qua thiền minh sát nếu chưa có đắc thiền. Thì thường trong mấy ông thiền vị thiền sư họ cũng nói khi nào mà thấy cái người đó mà có được cái khả năng đó đó, họ trong lúc họ trình pháp đó thì họ cho hành thiền quán, họ chỉ luôn cho họ, không biểu họ không biểu đổi.
Còn khi nào mà nó có vẻ nó hơi lưng cừng đó thì họ mới đổi để họ thử. Nên mình chỉ nhìn cái hơi thở thông thường thôi, còn cái thứ hai thì như họ đổi là họ bắt mình nhìn cái sự tiếp xúc chẳng hạn, thì cái sự tiếp xúc nó khi mình nhìn đó nó khác, thì trong cái sự tiếp xúc đó đó thì nó sẽ tạo cho mình thấy một số cái điều kiện nó khác với cái ấn chứng của thiền chỉ chứ. Nên ấn chứng của thiền chỉ ví dụ như mình niệm hơi thở ra vô mình nhìn hơi thở không, hồi mình thấy giống như sương mù rồi trong lỗ mũi ra, hay là giống như giọt sương nước vậy đó, thí dụ vậy đó, là biết là cái gì đó là cái tiền nghiệp của họ là nặng về thiền chỉ. Thiền thường các trường thiền mà thì các thiền sư là thiền cho họ hành luôn chứ họ không có bắt đổi. Còn nếu mà không có những cái niêm yết mà liên quan tới thiền chỉ thì chắc chắn là phải đổi. Là cái đó tùy theo cái quá khứ của mình, thành ra không ai nói trước được đó. Nhiều khi mình nói mình hành thiền minh sát cho nó quay rồi này kia xong cái đó mình lựa không có được, bởi vì nó từ kiếp trước mình cái niêm yết luôn luôn nó ra như vậy rồi thì mình phải theo để cho mình nó có cái cơ hội khác hơn. Chứ còn nếu mà mình nói ở cái muốn đổi nào đổi thì chưa chắc bởi vì cá tánh mà để hành thiền chỉ nó khác cá tánh để hành thiền quán. Thiền quán nó có bốn loại cái tánh khác mà thiền chỉ nó có tới sáu loại khác nhau, nên nó tùy thuộc vào rất nhiều cái điều kiện đó chứ không phải là một hai điều kiện, rất nhiều điều kiện để em biết cái gì đó có thể là đang dùng hơi thở hành cái thiền đó là thiền gì, thiền quy chỉ hay thiền quán, thì cái đó phải dựa vào một số cái điều kiện khác nữa. Có những cái điều kiện mà mình mắt thường đời nạn không thấy, nhưng mà nếu với một vị thiền sư kinh nghiệm tứ thiệt thì họ nhìn họ sẽ thấy, chứ họ không có để mình tiếp tục cái điều kiện mà họ đang đang muốn mình làm mà nó không có kết quả gì cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thấu sa thấu kính trường thượng tọa tông đã làm sáng tỏ cái vấn đề này. Thì cũng trong vấn đề này con nghe sư nói về vấn đề liên hệ đến cái sự xúc của hơi thở. Thì nhưng mà trong có một số con được nghe một số vị bên Anh Quốc người ta không có đồng ý nhưng nói về ngay cái lỗ mũi cái nơi tiếp xúc của hơi thở, người ta nói là trong kinh Đức Phật chỉ nói là đặt niệm trước mặt thôi chứ không có nói là xúc ở ngay cái hơi thở ở ngay đầu mũi hoặc là trên môi trên môi dưới gì đó vân vân. Thì vấn đề này thì theo như sư thì bây giờ mình phải hiểu như thế nào gọi là đặt niệm trước mặt một cách chính xác, bởi vì nếu mà tại sao Đức Phật không nói là đặt cái cảm trước mặt mà Đức Phật nói là chỉ là đặt niệm trước mặt. À, con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa quý vị. Khi ngài nói đặt niệm trước mặt tức là đặt niệm trước cái đối tượng xuất hiện ngay trong cái niệm mà mình đang biết lúc đó, chứ không phải trước mặt là trước mắt mình, không phải. Ví dụ như hơi thở nó vô lỗ mũi, nếu cái vị nào từng hành về thì quán thân thì nó sẽ xúc ngay chỗ cái là thấy cái điểm xúc xúc của nó liền, chứ làm sao không thấy được. Còn nếu mình muốn tập cho biết thì mình mới tập để cho mình thấy nó xúc như thế nào, hoặc là nó cái môi mình nó dảnh chút hay là cái miệng mình nó hôi nó mới về ở môi này kia, là cái chuyện đó từ các cá nhân của người đó chứ không ấy. Thì thường cái xúc để cái đối với cái người mà hành thiền hơi thở mà thuộc loại niệm thân à. Nhưng mà cái bởi vì cái hơi thở có thể hành cả thiền niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp, thành ra cái người mà không có đúng cái cá tánh họ đó, mình giàu mình nhìn vào cái xúc nhưng cái khác nó phát sanh chứ mình không thấy cái xúc. Ví dụ như mình cũng quan sát để tìm cái xúc chỗ nào để mình nhìn quan sát chừng một hai hay ba hơi thở, tự nhiên người mình thoải mái, tức là nó dính vô cái thọ liền cho nó không còn ở cái xúc nữa, hoặc là cái tâm mình của nó phóng à. Mấy cái tâm phóng mà mình vẫn còn ráng cố gắng mình tìm cái xúc là nó trật lất rồi là nó cái hơi thở là nó nhại ở chỗ là có thể quán cái thân thọ tâm pháp là như vậy. Còn mình vô vừa chỗ nào mà cái nhìn hơi thở để tìm một chuyện là coi chừng á, khi nó không phù hợp với cá tánh của mình là mình ráng cố gắng mình tìm theo cái điều kiện đó thì nó không thể xảy ra được đâu, nó phải xảy ra mình dựa vào một số cái điều kiện khác nữa đó. Thành ra mình phải tại sao phải học một số cái vấn đề chi pháp hay là vấn đề vi diệu pháp mà liên quan tới tới bài kinh Tứ Niệm Xứ là vậy.
để lúc đó dầu rằng mình đang đang dùng hơi thở nhưng mà không biết nó lọt chỗ nào, nó lọt vô thân thọ tâm pháp, nó lọt chỗ nào thì mình không có biết được. Mà nếu mình mù tịt gì vấn đề chi pháp thì lúc đó mình càng chết sớm nữa. Chờ ông thiền sư cũng giải thích thì mình làm sao cũng mù tịt, thành lúc đó thì chỉ có thôi tiếp tục hít vô đếm một thở ra đếm hai cái vậy hoài thì là, mà nó cũng không phù hợp cá tánh của mình. Thì cả ở trường thiền bao lâu thì ra cũng giống vậy. Nam mô Bích Thà. Xà thú và kính trường thượng tự tâm. Quý vị quan hỷ, có quan hỷ cúng dường bông và hay dâng lên cho thiền tọa để có phước báo vậy. Nếu ai có câu hỏi gì thì cứ chat lên nha, chat lên thì chúng ta nhường lại liền nha, để tránh thời gian mà mất thời gian thì chúng ta cũng hỏi tiếp. Thì sẵn sư nói về vấn đề mà tứ niệm xứ thì con thấy trong kinh tứ niệm xứ Đức Phật có dạy về tu về hơi thở, thì nói về hơi thở mà nếu mà người nào mà tu hơi thở mà làm cho được sung mãn thì làm cho tứ niệm xứ nó được viên mãn. Nhưng mà khi mà tu tứ niệm xứ mà được sung mãn thì nó làm cho thất giác chi được viên mãn. Thì trong cái câu này con cũng thỉnh sư giải thích tại sao Đức Phật không có nói tới tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn mà Đức Phật đi thẳng vô thất giác chi liền. Tức là khi mà tu tứ niệm xứ nếu mà sung mãn thì nhảy lên thất giác chi liền, bỏ hết mấy kia, không tu mấy kia nữa. Thì vấn đề này mình phải hiểu như thế nào? Dạ, con cũng thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Là nhớ Đức Phật khi mà Ngài thuyết là Ngài dựa vào cái ba la mật, cái cá tánh của người đó. Chúng tôi từng thí dụ ở trong giống như ở Việt Nam mình đó, mình đi từ Sài Gòn ra tới Huế thì nó qua 7 đoạn đi. Ví dụ như ban đầu là Sài Gòn, rồi kế đó là Đà Lạt, rồi kế đó là Nha Trang, kế gì là 7 đoạn. Thì khi cái người mà tới thính pháp Đức Phật họ đang ở Đà Nẵng thì Đức Phật nói là thất giác chi liền để ra tới Huế là bát thánh đạo, nhưng Ngài không có nói xa. Còn như mình á, mình mới qua qua cái giai đoạn thử thách rồi đó thì Ngài nói tứ niệm xứ. Nhưng mà nếu mà cái anh cha ở Nha Trang thì Ngài lại nói ngũ quyền, ví dụ vậy, chứ Ngài không có phải bắt gặp ai cũng bắt đầu từ đầu đâu có được. Còn bây giờ có nhiều người là không có tới cái khả năng đó nữa thì các thiền sư bây giờ người ta mới tạo ra một số cái điều kiện, mà cái điều kiện đó đó nghĩa là để tập niệm mà thôi, nhưng mà người ta không nói là tập niệm, là nhớ cái chuyện đó. Thí dụ bây giờ huynh ở ngoài Vũng Tàu, huynh muốn đi Huế thì vị thiền sư đã chỉ huynh đi vào Sài Gòn trước cái đã. Đi vào Sài Gòn để leo lên xe xe lửa đi, thì từ đó vô Sài Gòn ta gọi là phòng xẹp, thí dụ vậy. Rồi cái ông ở Cà Mau ông cũng vậy, ông muốn đi Huế thì ông thiền sư ông chỉ vô vô Sài Gòn trước bằng cách là bút thô. Còn cái ông ở Phú Quốc ông cũng muốn đi Huế, nhưng mà cái đường thì nó không giống hai ông kia, thành nên nó phải là sẫm mạ rạng hay cái gì đó không. Thành ra những cái đó là chỉ đi vô tới Sài Gòn thôi, nhưng mà nếu mà ông thiền sư nói đây không chưa phải là tứ niệm xứ, chứ mới tập niệm thôi, là không ai thèm đi vô đường thiền nó hành hết, bởi vì người ta muốn hành cái pháp cao thượng mà, phải không? Nhưng mà khi mà huynh đi tới đâu rồi đó thì cái tùy theo cái đó mà Đức Phật dạy chỗ đó để cho huynh đi cho nhanh tiếp, chứ còn nếu mà bắt đầu từ đầu sao đi nó chứ đâu phải dễ đâu. Nó rất là nhiêu khê chứ nó không có dễ giống như mình nghĩ. Thành ra nhiều khi đó, khi ấy đó, khi mà quên đọc những trường hợp đó đó, quên phải coi Đức Phật thuyết cho ai và coi cái trong chú giải, cái giải thích cái nhân duyên mà Đức Phật thuyết cái đó cho gì đó như thế nào thì sẽ thấy. Thành ra thường thường nó có một số cái nhân duyên, ví dụ như trong kinh Pháp Cú như vậy, khi mà khi hỏi đó thì thường thường đó là chưa tăng hỏi thì Đức Phật nó tiền kiếp cái chỗ đó vậy vậy, ông này lại vậy vậy đó. Thì Ngài mới thuyết như vậy. Chứ Ngài có nhiều khi những cái pháp mà đưa tới Tứ Thánh Đế nhưng mà Ngài thuyết rất vắn tắt. Ví dụ như trong Tăng Chi Ngài nói rất rõ ràng để vắn tắt này, chư tỳ kheo xưa nay ta chỉ nói tới khổ và con đường dẫn tới sự diệt khổ thôi, rất là rõ ràng nói cái gì.
thì cũng từ từ niệm xứ đi dài cho tới tới tới, tới bát thánh đạo gì nữa, phải không? Nhưng mà nói văn tắc, tại vì cái ông đó ông thứ thiệt là ông nghe ông hiểu, chứ còn mình về ngồi nghĩ hoài mà không hiểu tại sao Đức Phật nói ngắn vậy, sao mình hành được? Bởi vì trong ngay cả trong cái thời Đức Phật, trong đạo tràng thời Đức Phật đó, mà khi mà ngài thuyết cũng vậy, nó đâu phải ai cũng đắc hết. Đó, người nào có khả năng đắc, còn không có khả năng là cũng cũng tốt lốt hết đó. Nó phải ra có những cái phải dựa vào số cái điều kiện, nhân duyên điều kiện. Tại sao Đức Phật thuyết nhẹ mà không thuyết như vậy, tại sao đối với người đó ngài thuyết vậy mà đối người khác ngài lại nói khác? Mỗi cái nó có cái nhân duyên duyên sự khác nhau. Nam mô Bụt Thầy giá. À, sâu xa đúng, dạ, kính trường thượng tọa Lương Tâm, dạ, rất tuyệt vời quý vị, dạ, rất là hoan hỷ. À, thì trong cái vấn đề này con thấy nó có cái điểm đặc biệt cái chỗ này. À, trong cái tứ niệm xứ thì Đức Phật dạy về cái niệm, mà trong thức giác chi nó cũng có niệm, thì theo như cái vấn đề này là tu tập tứ niệm xứ mà vẫn sung mãn dữ lắm mới lên tới được thức giác chi, thì cái niệm của cái tứ niệm xứ Đức Phật dạy vẫn có thể đắc được đạo quả, còn cái niệm thức giác chi cũng có thể đắc được đạo quả. Thì như vậy hai cái niệm này nó giống nhau chỗ nào và nó khác nhau chỗ nào? Dạ, con cũng thỉnh từ bỏ quan hệ giải thích ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kinh bạch chư tôn, thì dạ kính thưa chư quý vị, nghĩa là cái niệm từ dưới cho tới niệm tới trên nó đều giống nhau hết đó, nó là tâm sở niệm. Mà cái niệm đầu tiên đó là nó chỉ thấy danh sắc, cái niệm thứ hai nó thấy điều kiện của danh sắc, cái niệm thứ ba là nó thấy cái danh sắc vừa qua đó nó có cái gì mà được gọi là khổ vô thường, có cái gì gọi khổ não gì cái gì, nó đều phải như vậy dạy đó. Tới 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 thất giác chi thì cái năng lực nó cỡ nào, nghe năng lực lúc đó là nó chỉ nghĩa là gân tinh mình ra để nó đè cái thằng 11 trong 7 cái thằng phiền não ngủ ngầm, để cho cái thằng kế nó đó là anh bác thánh đạo cắt cổ thôi đó. Chứ đâu phải đâu, bởi vì cái niệm mà niệm ở trên tâm đạo, tức là sống mà xà tị đó, cái lúc đó cái niệm nó không thấy danh sắc nữa rồi, bởi vì nó có biểu tượng là niết bàn, mà cái nhiệm vụ của nó chỉ là diệt phiền não thôi. Mỗi cái năng lực nó khác nhau chứ, thành ra nó mới có từng bậc gì chứ. Nếu mà nó giống nhau thì giống như mình đi chỗ nào cũng 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 có những cái chuyện khác nhau, mà tại vì ở đời nó đã có mình không thấy. Ví dụ như bây giờ một cái ông đó, ông Nguyễn Văn A, ông ở nhà, nghĩa là ông đi lính, ông mang lên thiếu tướng làm tư lệnh sư đoàn mấy đó. Ông ra ngoài sư đoàn, ông thì ông là tư lệnh sư đoàn, nhưng mà ông về nhà đó, đối với con ông là bố, mà đối với vợ ông là chồng, thấy không? Mà đối với cha mẹ thì ông là con. Mỗi chỗ nó một khác nhau, mà đi từ đầu tới đầu chứ. Chứ đâu phải là lúc nào nó cũng phải cái niệm nó cũng phải giống nhau. Nhiều cái tên nó giống nhau, ông Nguyễn Văn A tên ông Nguyễn Văn A giống nhau, từ đầu giống nhau đó. Nhưng mà cái khả năng và cái điều kiện của ông mỗi chỗ nó mỗi khác nhau. Thì các pháp nó cũng vậy, nó đi từ cái chỗ ít năng lực nhất cho tới cái chỗ năng lực nhiều nhất, và cho tới cái chỗ cái năng lực đó nó dùng để làm việc gì. Chứ còn mình thì làm không được, mình chỉ cần niệm mình nó cứ rớt lên rớt xuống, bị mấy anh phiền não vô chọc cho rớt lên rớt xuống hoài, thì ra mình chưa thấy gì hết, cứ tiếp tục hoài là vậy đó. Nam mô Bụt Thầy giá. À, xa thấu à, kính trên thượng tọa Lương Tâm. À, thì con thấy trong cái vấn đề mà tu thiền nên người đắc đạo được, thì thấy là bát chánh đạo nó sanh cùng đồng sanh trong tâm đạo tâm quả. Thì như vậy một người mà đang tu về thức giác chi đó, thì 7 cái giác chi này có sanh cùng lúc hay không chứ? À, niệm tập tấn hỷ kinh định xả nó có đồng sanh cùng lúc không, hay là nó phải tuần tự pháp như thế nào? À, và tại sao nó phải như vậy? Là con cũng thỉnh sư giải thích vấn đề này cho Phật tử chúng con được nắm rõ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ kinh bạch chư tôn, hiện dạ kính thưa quý vị, 7 chi đó nó chỉ đi cùng, nó xuất hiện cùng một lúc là khi nào nó ở trên cái tâm siêu thế thôi, còn trên ở dưới cái tâm hiệp thế đó không có cái nào, dầu nó vẫn đi cùng lúc nhưng cái nhiệm vụ nó khác nhau, và cái sự rõ cái sự mạnh mạnh yếu nó khác nhau. Ừ. Nghĩa là khi mà cái người đó mà bắt đầu hành tứ niệm xứ đó,
thì nghĩa là nó có năm chi thôi, nhưng mà thường thường là bốn. Bắt đầu ở tại vậy, bắt đầu mình chưa chưa có gì, chưa có đủ năng lực thì nó có bốn chi, trừ cái tâm sở tệ quyền ra. Tại sao nó không là tám chi mà cháy? Bởi vì trong hiệp thế đó, ba cái chi đầu tiên nó không thể nào đi cùng một lúc được với nhau được, mà cũng không thể đi chung được. Tức là sẩm ma qua cha, sẩm ma a cầm sẩm ma chi quá, sẩm ma qua cha, sẩm ma cầm anh đạt đó. Nó khi nào nó đi chung là biết cái đó là phải tâm siêu thế. Thì những cái pháp khác cũng vậy đó. Ví dụ như ngũ lực ngũ quyền là kia, nó có đủ, lúc đó bắt đầu là nó có đủ tám chi rồi, nhưng mà tám chi đó nó không đồng nhất với nhau. Lúc này anh này mạnh anh làm nhiệm vụ của anh, nó quê anh kia mạnh làm nhiệm vụ cái vậy đó, không phải giống cho tới thất giác chi cũng vậy, nó cũng không có đồng đều nhau. Dầu rằng tám chi nó bắt đầu là nó có năng lực đó, nhưng mà năng tám năng lực đó nó chưa đủ sức để nó tiêu diệt phiền não, thành nó này vẫn rời rạc như thường. Có đủ nhưng mà thằng mạnh thằng yếu, thằng mình nhìn thấy, thằng mình nhìn thấy, nhưng mà nó phải đủ chứ không đủ. Bởi vì cái tâm thiện lúc đó là tâm thiện hợp trí rồi, nó có đầy đủ rồi. Như là mấy, nhưng mà mấy cái khác đó, ví dụ ba cái thằng đầu thì nó không rõ ràng thì mình miễn bàn đi, nhưng mà năm cái thằng sau đó, năm thằng sau luôn luôn là khi mà nó có năng lực là nó đi chung với nhau, thành nên nó mới gọi là bột phá mắt khá. Trong trong Pali, trong Pali chú giải là bột phá mắt khá, tức là mình dịch là năm cái pháp đi trước cái thánh đạo đó. Nhưng mà khi mà tới tới cái tầm siêu thế là nó đầy đủ, tại vì nó phải làm nhiệm vụ để nó tiêu diệt phiền não, chứ nó không có làm nhiệm vụ để thấy vô thường khổ não hay thấy danh sắc thấy gì, nó không có làm nhiệm vụ đó nữa, mà chỉ nó tới đó để nó diệt phiền não mà thôi, nó mới đi chung được, nó mới có mặt cùng lúc nhau được. Còn mấy chỗ khác thì ai có nhiệm vụ này để làm anh ai nấy ấy, dầu rằng có thể đi chung cuộc một lúc nhưng mà cái phần sự thì khác nhau. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, xà thú, dạ, kính đường thượng tọa rất là tuyệt vời, dạ, rất là xà thú. À, thì con cũng thấy trong kinh Đức Phật có dạy về những cái vấn đề mà ai mà tu về cái thân hành niệm đó sư. À, nếu mà người nào mà tu được cái thân hành niệm mà được tốt đẹp, được sung mãn này kia mà, thì người đó nhiếp phục được cái cả một cái sự sợ hãi luôn. À, sự sợ hãi khiếp đảm người đó nhiếp phục được. Thì như vậy cái vấn đề này, một vị mà đắc thánh tu Đà Quần tu Đà Hàm thì vẫn còn có sự sợ hãi, thì như vậy nhiều người này cái niệm vẫn còn yếu hay sao? Nếu mà cái niệm tốt rồi thì không còn sợ hãi khiếp đảm nữa, nhưng mà những bậc thánh này vẫn còn có sự sợ hãi, thì như vậy vấn đề này phải hiểu như thế nào? Dạ con cũng thỉnh chưa. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Nghĩa là bậc sơ quả, bậc nhị quả thì giới giới mới là hoàn hảo, nhưng mà định với tuệ thì không có hoàn hảo. Tới tam quả thì định mới hoàn hảo mà tuệ chưa hoàn hảo. Nên nhớ vậy, nên nhớ chuyện đó. Thì bậc thánh thì ví như cái niệm đó, cái giới nó chưa hoàn hảo thì cái niệm nó làm sao nó hoàn hảo được? Ngay cái bậc tam quả mà cái định nó hoàn hảo rồi mà cái niệm vẫn chưa hoàn hảo được, chỉ có bậc tứ thánh quả thì nó hoàn hảo đầy đủ thôi, chứ làm cho nó hoàn hảo hết được. Nên nó mỗi cái là nói thì nó vẫn còn chứ sao không còn. Nhưng mà cái sân của cái sự lo sợ hay là cái ấy đó, mình tại vì mình dịch lo sợ vậy cái ấy, chứ là sân tật lận hối này kia, mình dịch cái tiếng đó mình nghe có hiểu, nhưng họ cái nghe là cái sự mình nói lo sợ thì có lẽ nó hơi hơi nặng chút. Nhưng mà quý vị thấy ngài Ananda khi nghe Đức Phật Niết Bàn á, ngài đứng ngài khóc, thì cái lúc đó tâm sân còn chứ đâu ấy được. Nhưng mà cái niệm thì nó cũng yếu, chứ nếu mà cái niệm mà nó mạnh thì làm sao cái tâm sân nó phát sanh để nó làm rơi nước mắt được, phải không? Đó. Thành ra cái niệm lúc đó nó chưa hoàn hảo, đối với bậc thánh thấp thì chưa hoàn hảo, chỉ có bậc tứ thánh quả cái gì nó cũng hoàn hảo đó, còn mấy cái dưới nó chưa hoàn hảo, thành ra cần phải tu, chứ nếu hoàn hảo rồi người ta tu làm chi đó. Tùy theo mỗi cái cấp bậc về đó, mà thành ra bậc thánh thấp rồi niệm chưa hoàn hảo rồi vô nam mô với thầy vậy. À, xa thú, xa thú, dạ, kính thưa ân sư.
giải thích một cách rõ ràng. Quý vị quan hỷ rồi cúng dường bông cho từng bọn lý bông ạ. Thì nếu mà nói về vấn đề mà giờ mình không nói tới bậc thánh thì mình nói tới phàm phu thôi, thì tôi xin một quyền một như chúng ta là người phàm phu, những con là phàm phu ha. Thì người ta nói là một người mà muốn phàm phu và muốn giữ giới hạnh cho được tốt đẹp, cho được không bị rách, bị ô nhiễm, bị lũng, người đó phải có niệm tốt. Niệm tốt thì như vậy, thì theo như sư thì như thế nào đối với phàm phu mà có cái niệm tốt thì để mới có thể giữ được cái giới được trong sạch. Con cung thỉnh là thường tọa lễ tông quan hỷ chỉ phương pháp làm thế nào để cho hạng phàm phu có thể được có được cái niệm tốt để giữ gìn giới hạnh mình được trong sạch, không bị lũng, bị rách. Con cung thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự cái giới của phàm phu không bao giờ mà có được cái sự hoàn hảo, dầu rằng cái gì đó niệm rất là tốt. Tại sao? Bởi giới phàm phu của mình là cái giới gọi là sambatthana, tức là giới sinh thọ trì, con xin dân giữ điều học đó. Thành ra mình luôn luôn phải có tác ý, cố cái tác ý là cố ý tránh xa cái việc mà mình đang 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 sinh thọ, thấy không? Thành ra bây giờ thí dụ về thì mình thấy rõ ràng, bây giờ mà mình vô cái mình sinh thọ tam nguyên ngũ giới xong, cái mình đi ra ngoài mình bưng đồ vô mình xin dân cúng, thì mình tác bạch, lúc tác bạch dân cúng thì mình có tác ý giữ giới không, hay là tác ý dân cúng, phải không? Đó lý do nó không hoàn hảo là vậy đó. Nhớ phàm phu đừng có nghĩ phải giờ chuyện mà có làm gì đi nữa thì nó hoàn hảo, thì tới cái mức độ nào đó thì ok, chứ còn nói hoàn hảo trong nghĩa là thật sự hoàn hảo thì không thể nào có được, không? Bởi vì cái tác ý của mình nó bị cái tác ý khác chen vô, nó làm cho mình luôn luôn không trục trặc cái này, không trục trặc cái nọ là vậy đó, chẳng có gì đó. Quên trước quên sau, nhớ đầu quên đuôi rồi bao giờ cũng vậy đó. Thành ra cái niệm mình làm sao hoàn hảo được, cái niệm mà hoàn hảo thôi chứ khỏi nói gì. Niệm hoàn hảo thì nghĩa là trúng lottery tỷ mấy, không có đã bằng cái niệm hoàn hảo, rất là khó khăn. Là đó là lý do tại sao mình Đức Phật khuyên mình là gì đó, quá giá thâm ma sẵn khả râm bà ma đê ná sẩm ba đê thạ. Nếu mà nói khuyên khuyên chứ khuyên cần sinh nam cần sinh nữ đó, còn ngài khuyên chư tăng là quá giá thâm ma sẵn khả ra bà ma đê ná phít khà quê sẩm ba đê thạ, nghĩa là không nên dễ vui, tức là luôn luôn hành cái theo chú giải thì luôn luôn có niệm, tức là niệm mình trong trứ niệm xứ kìa. Thành nó mới gọi là không dễ vui, cho nên mà của mình niệm ở ngoài của mình không có tính ha. Đức Phật khuyên lúc nào cái tâm mình ở trong những bốn, nghĩa là cái nhóm cái các đề mục của bốn cái điều kiện đó đó, thì mới hy vọng là mình ấy cái niệm nó hoàn hảo. Nhưng mà khi nào mình có tác ý mà giữ giới thì cái giới hoàn hảo, mà tác ý mình không giữ giới, dầu rằng nó không phạm nhưng mà lúc đó mình không có tác ý giữ giới, thì mình nếu mà dùng chữ hoàn hảo thì làm sao nó chính xác được, phải không? Nghĩa là giữ giới chưa chắc là người có giới, mà chưa không phạm giới cũng chưa chắc là người có giới là vậy đó. Có những người ta đâu làm thì đâu phạm, phải không? Thành ra giữ giới, không phạm giới và có giới, ba cái đó là nó khác nhau hoàn toàn chứ nó không có giống nhau. Còn thường mình cái mình sinh xong mình tưởng mình có giới. Cái thứ hai là có những cái chỗ mà còn phát bằng nữa chứ, bằng quy y gì đó. Thành ra chúng ta khuyên hoài đó, giấu đi chứ Diêm Vương thấy rồi cho vô chảo ráng chịu đó. Là vậy đó, cái đó nó không có giá trị gì đó. Thành ra mỗi cái nó có những cái chuyện của nó, chứ không phải là mình muốn nói làm sao cũng được. Bởi vì các pháp đó nên nhớ đó, cái khổ hay là mỗi pháp là nó đi, nó có một số cái điều kiện nó phát sanh. Khi mà nó phát sanh rồi nó trong cái nhóm đó thì nó ok, nhưng mà khi mà nó xuống các lộ trình tâm của phàm nhân mình á, hay ngay cả bậc tánh vậy đó, nó xuống cái phần gọi là hữu phần đó, tức là phá quăng khá đó, nếu mà nó xuống nhiều đó thì cái cơ hội mà phiền não nó chen vô rất là dễ. Phiền não ngủ ngầm nó chen vô, mà khi nó chen vô cái nó trồi lên lộ trở lại là nó có phiền não đi theo liền. Thành ra mình phải cố gắng mình tập đi làm sao mình có cái niệm mà nó thường xuyên nó ở trong
cái điều kiện mà mình cần, tức là luôn luôn mình ở trong những cái mà giúp cho cái niệm nó phát sanh và nó giữ vững được, đó là chỉ có thiền tứ niệm xứ mà thôi. Nhưng mà mình sống ở đời thì còn nhiều chuyện để làm lắm, thành ra cái chuyện biểu mình làm cái chuyện đó, thành ra biểu mình giữ giới cũng khó, biểu mình thành thiền này thiền nọ cũng có. Thành ra có cái ông đó mà ông lại ông nói với ngài Trang Trang: thưa ngài, con bận quá con không có thời giờ hành thiền. Ngài hỏi: chứ thời giờ không có thời giờ hành thiền, thời giờ để thở có không? Ông nói: có chứ ngài. Thì ông nói: có thời giờ thở thì có thời giờ hành thiền được rồi đó. Thấy không, những cái chuyện rất là dễ dàng mà mình đâu có hiểu đâu, thấy không? Thế ngài nhắc vậy đó, là trong hơi thở nếu mình có niệm thì vẫn gọi là có lợi ích, mà trong hơi thở mình mà thiếu niệm lúc nào là cũng giống như mấy 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 cái anh mà bốn cẳng thôi gì đâu, nó cũng thở giống như mình vậy đó. Nhưng mà cái thở nó không có niệm, cái thở mình có niệm thì mình hơn nó, còn cái thở mình không có niệm thì giống nhau hết. Nam mô Bụt Thầy ạ. À, xa thứ xa thứ là kính trang được tạo lưu tâm. Thì theo như vấn đề này thì sư trình bày như vậy thì con xin hỏi là cái vấn đề mà nếu mà nói như vậy thì khi mà thở vào thở ra, đi đứng nằm ngồi có duỗi vân vân vân, tất cả đều phải biết rõ, đều phải chánh niệm, thì như vậy có vẻ con thấy vấn đề này có vẻ như bất khả thi, điều coi như không thể làm được. Thì nếu mà không thể làm được cái sự mà liên tục như vậy thì làm thế nào mà có cơ hội đắc được đạo quả? Thì vấn đề này con cũng thỉnh sư Quan Nghĩa giải thích. Thì một cái đời sống trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà thở vào ra, đi nằm ngồi vân vân đều phải có cái sự ghi nhận biết rõ. Chuyện này không thấy không phải hình như không thể làm được luôn. Con cũng thỉnh thượng tọa Quan Nghĩ giải thích như thế nào. Tại mình ở xứ phồn qua đô thị thì nên mình làm không được. Với Đức Phật mới dạy rồi, khu nhà ngôi nhà quan khu rực vắng, đặt niệm trước mặt. Còn mình đi thì mình không có ở, mình ở xung quanh của mình đó, cái cửa nào nó cũng mở hết đó. Mình có 6 cửa thôi, nhà 6 cửa, nhưng mà ở giống không khí bây giờ ở đây nó cả 100 độ ép đây là phải mở cả luôn 6 cửa thì làm sao, phải không? Nó phải tới cái nơi nó có điều kiện, thành ra mình mới làm được. Mà làm cái gì? Thở vô thở ra, dơ chân dơ cẳng dơ chân, bước tới bước lui, với gì? Với Atabi sấm bà cha nô xạ tỷ ma. Chứ còn mà mình mà không có ba cái pháp đó mà nó nhào vô được thì mình dở chân lên với cái động tốc là sân tham sân như sao, không sao, không phải không? Mà mình thở cũng thở với tham sân như, bởi vì cái hơi thở mà mình thở ra nó có tới 70 loại tâm khác nhau, 75 loại, 72 loại chứ. Rồi tâm mà để giúp cho có hơi thở thì đâu phải lúc nào mình thở mình cũng có niệm đâu. Mình cứ nghĩ vậy là đúng không? Đó. Nó có rất là nhiều chuyện chứ phải không? Thành ra bởi vì thành ra phải có điều kiện là cái trú xứ đó. Nếu mà trú xứ mà không đúng đó, là nó gọi là sập ba giá, tức là nó không phù hợp lại rồi. Nó thành ra thường thường đó, ngay cái trong mấy trường thiền vậy đó, mình đi hành thiền đó, cái gì quan trọng? Cái miệng, bởi vô trường thiền nó để là cấm nói. Đó. Thấy không? Vô cái nào thấy cái đó trước rồi đó. Thấy cái miệng nó rất là quan trọng. Đó. Bởi vì mình vô là mình có liếc qua liếc lại là cái hai ho đồ chùm, thấy ai quen cũng hello hết. Mình mà mình quên mình vô đó để làm gì? Ha? Tức là nội mà mình gặp người ta mà mình nháy mắt để mình chào người ta, tức là mình đã thất niệm rồi, chứ đừng có nói gì khác hết á. Tại vì mình quên mình đang làm gì. Ừ. Nên thường thường những cái trường thiền đó, mà trường thiền mà thứ thiệt á, còn trường thiền mà gieo duyên thì chúng tôi không có bàn. Trường thiền thứ thiệt nó ở trong rừng không à, chứ nó không có nó không có ở ngoài phố đâu. Và ở ngoài phố một lát thì tiếng xe lửa chạy, một lát thì tiếng motorcycle nó nổ thành thành cái kiểu đó thì thôi, chứ còn làm gì nữa trời.
ngồi nhiêu đó không là từ sáng tới chiều hết sân trước tới sân sau, lên sân thượng ra tới sân bay về là chẩu luôn chứ không có đường nào tránh khỏi đó. Thành ra cái chuyện mà có niệm rất là khó chứ không phải không, nó phải có điều kiện. Thành ra mình dựa vào một cái điều kiện như vậy đó để làm gì, để mình tập cho cái năng lực của Atabi Sống Bà Chano nó mạnh, nó mạnh lần 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 thì mình mới bớt bớt đi những cái mà hàng ngày mình có, nó bớt lần lần bớt lần lần bớt cho tới cái chỗ cái lúc mà mình biết chắc chắn là mình có thể là mình vô trường thiền mà ở liên tục mấy tháng mà cái tâm mình nó vẫn có thể thăng bằng được đó, thì lúc đó mới nghĩ rằng cái cơ hội có thể tới được. Chứ còn nếu mình chưa có cơ hội đó, mình cái vô dài 3 tuần cái ra rồi năm sau dài 3 tuần nữa. Lúc đầu tiên chúng tôi ở bên bên Thái mà chúng tôi đi qua trường thiền ở ngày Mai Si đó, lúc đó là mới thi xong mới được nghỉ hè 1 tháng. Tháng rưỡi gần 2 tháng nha, gần 2 tháng. Chúng tôi đi qua thì đi lúc đó là visa nó cho có 1 tháng thôi. Chúng tôi vô trường thiền ngày Mai Si đó, trường thiền mà ở chỗ ấy đó. Vô cái nói là họ cái ông thiền sư cũng gặp chúng tôi ở ngoài á. Trước khi vô văn phòng hỏi ông thấy mình lạ mặc đồ giống ai á, tại vì mặc cái kiểu Thái nó khác kiểu Miến Điện. Ông hỏi thì mình nói qua đây để xin hành thiền. Ông hỏi bao lâu, nó 1 tháng. Cái ông hỏi mình câu bộ đi chơi hả? Mình đi hành thiền mình đi 1 tháng mà ông hỏi bộ đi chơi hả? Chứ đâu phải dễ đâu quý vị. Đó. Bởi vì nó rồi 1 tháng nó không phải nói chứ 1-2 tuần đầu cái tâm mình nó chưa yên là mình nghĩ tới chuyện về rồi. Đó. Cái tuần cuối cùng mình nghe tiếng máy bay là không phải quan sát để biết tiếng máy bay là mà đã thấy mình ngồi chém chạy trên đó rồi. Phải không? Là cái tâm mình không phải mình dạy nó dễ đâu thưa quý vị. Nó là những cái vấn đề mà trở ngại rất nhiều vậy đó, thành ra cái chuyện mà có tập được cái niệm mình nó có cái sự hoàn hảo rồi thôi, phải nói là phước báo vô lượng, và thứ hai phải có những cái điều kiện rất đặc biệt mới làm cho nó có được cái khả năng đó. Nam mô Bích Thà Dạ. Dạ, xa thú à, kính trân từng tội tông. À, nhưng mà sư nói về vấn đề trú xứ phải vô rừng vắng để ngôi nhà hoang này kia nghĩa địa tham á, bây giờ vô đó sợ muốn nổi da gà luôn thì sao giữ niệm được sư? Vô mấy xa vắng sợ gần chết nó còn thất niệm còn giữ nữa, thì theo vấn đề này thì cái trú xứ mà như sư nói vậy là nó lại càng là một cái trở ngại cho những người mà bước vào tu thiền. À, nó đem đến sự nổi gai ốc, nổi da gà, nhìn đâu cũng thấy ma, nhìn đâu cũng thấy quỷ. Thì vấn đề này phải giải quyết như thế nào giờ con cũng tỉnh sư ạ. Nam mô Bố Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Bởi vậy Đức Phật mới bắt ông Thư, ông Tân Tân Tỳ Kheo mới tu Phở Thầy Tế Độ 5 năm tối thiểu là vậy đó. Học bao nhiêu chuyện, thực hành bao nhiêu chuyện để cái đó nó bớt thôi chứ nó chưa gãy, thấy không? Thành ra mình muốn lựa vô đó là phải lựa những cái khu rừng mà nó tương đối mà nó ít có sợ hơn, hoặc là nó ở gần xóm làng hơn, rồi từ từ mình dời ra xa từ cho tới khi nào mình có khả năng, chứ bọn mình vô đó thì chắc chắn là mình tắt thở trước khi đắc đạo. Bởi vì tối ngày cái sợ à rồi ma à thấy à không nhiều ra đủ bá tạo. Chứ đâu phải dễ đâu, đâu phải tập ở với tôi mấy ông thiền sư rồi ông thiền cũng tập, nghĩa là trong năm năm đầu đúng mức á, mấy ông thầy cũng tập cho mình rất nhiều chuyện chứ không phải một chuyện đâu. Tập từ cái vụ mà đi quán sát chết phải làm như thế nào, phải cử những cái gì phải đứng trước gió hay là trước gió đàng hoàng chứ không phải. Thành ra thường nó có những cái giải thoại mà mình nghe mình mắc cười, nhưng mà mình nghe mình cũng ớn chứ không phải giỡn đâu. Đối với ông đó, ông mới tu rồi, cái ông sư ông thầy bắt đi xuống quán chỗ nhà xác để quán xác chết. Ông vô ông thấy cái xác nằm nó không có quán được gì đâu, cái ông sợ nó ngồi vậy, ông cứ nhìn chăm chăm nó hoài, nhìn chăm chăm biết niệm gì cũng không biết, mà cái nhìn chăm chăm cái xác hoài thôi, tại vì ông sợ đó. Ông nghe ta nói là nó hay đưa tay hay ngồi vậy vậy, ông ngồi chăm chăm nhìn không dám vậy. Tới chừng nghe tiếng có tiếng bước xa xa phía sau á,
mà nhất định không thèm quay lại, bởi vì sợ con ma, người sợ cái dầu cái bước cái phía sau đó. Rồi cái im im cái lát ấy, tự nhiên cái nghe tiếng lại, nghe tiếng lại, nhưng mà cũng trần mình dòm dòm sát chết chứ nhất định không dám quay đầu, bởi quay đầu sợ sát chết nó ngồi dậy cái gì đó. Rồi cái ngồi 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 cái nghe hình như có cái hơi thở, có hơi thở mà nhất định cũng cũng trần mình chịu, nhưng mà bảo đảm lúc đó là có mùi đấy. Chưa có xong, chưa xem du nhích ở đây vậy. Cái gì mùi là mùi gì rồi, chưa xong nhích rồi tự nhiên nó thấy à, thở sát lỗ tai giống như có cái gì đó động lỗ tai, giờ hết chờ ma rồi, quay đầu trở lại. Xin thưa quý vị đó, con cẩu dù vậy mà nên điếm người tới bỏ bỏ về, xin thưa ông thầy về phố luôn, ở luôn chứ không dám ở đó nữa đó. Là quý vị biết cỡ nào rồi đó, nghĩa là chỉ cần con chó mà cái đầu óc mình nó vẽ là đủ thứ chuyện đó, nên sợ sợ điếm người luôn chứ đừng nói chắc chết chắc gì đó. Mà ở đợi mấy cái trần thiền ở khác trong rừng nó có những cái lợi vậy đó, mình được được nhiều cái chuyện, nghĩa là làm cho mình không biết mình tên gì luôn. Nó đốt rừng long thiêu thiêu kiểu đời xưa vậy đó, chứ bắt chúng tôi đi mấy lần chúng tôi về ngủ cả tuần lễ, ngủ không được, ăn cơm ăn uống được chứ không phải vậy đâu, nghĩa là nhắm mắt là cái thấy nó đưa tay hoặc dở cẳng lên nè, mà cái nhắm mắt là thấy, nhắm mắt thấy mà muốn làm cách nào nó cũng chịu đi. Thật sự ra nó cái tâm mình nó không buông, chứ không phải là nó không chịu đi, nó đi trong mắt rồi đốt xong nó đi trong mắt rồi. Rồi rồi hồi như đó đi, kỳ sau tiếp. Nam mô tha gia kinh bạch chư tổ mẹ dạ kính thưa chư các chư năng quyền nữ trong đạo tràng, tất cả phước báo nào phát sinh do pháp thoại trong ngày hôm nay xin hay là mối duyên lành để tất cả chư tôn hèn giả cùng các sinh năng của sinh nữ trong đạo tràng này có cơ hội để chấm dứt các pháp ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Cà Giá, Nam mô Rạch Tà Na Tà Giá Sa. Dạ, thú sát thai, con xin thay mặt đại chúng trong rừng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng, nhất là những câu hỏi làm cho chúng con được sáng tỏ vấn đề cũng như những vấn đề của tu học. Một lần nữa con xin thay mặt đảnh lễ tri ân ngài, và phước báo nào chúng con đã tạo được ngày hôm nay chúng con cũng kính dâng đến quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông. Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nhật Bình cũng kính cảm ơn đạo tràng đã cho những câu hỏi, và nhất là Vinh Kinh đã cho nhiều câu hỏi rất là lợi ích cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, trước khi chúng con sám hối, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cùng thỉnh ngài Tri Đức trở lại đạo tràng để chúc phúc cho đạo tràng. Nhật Bình kính mời đạo tràng cùng với Nhật Bình sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tà măng ghê nạp quanh đê hăng ba đà phẳng xung và ruột tà măng buộc thể vô cà lì tổ đô sơ buộc thô. Cà mà tụ tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Ca lỗi mà con đã vô y phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tà măng quê uất tà măng dạ con xin sám hối. Uất tà măng ghê nà quạnh đê hăng thẩm anh cho được vị thăng quá răng thẩm mê vô cá lý tổ đô sâu thầm mô khà mà tù tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp pháp hành các tội lỗi mà có bảo xin pháp bảo sát tội lỗi cho con. Ăn ghê nào đê hăng son đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô y phạm đến
tăng bảo, vi sinh tăng bảo sách tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúc phúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, ngài có nghe được âm thanh của con không? Ngài cho con xin một tín hiệu. Dạ, sa thú lành thai, con kính nhân bích đến ngài ạ. Sakatwa Buddha Ratanang O Satang O Tamang Warang Itang Dewa Manusa Nang Buddha Deche Na Sotina Na Santu Badawa Sambe Dukha Vupa Samentu Te Sakatwa Thamma Ratanang O Satang O Tamang Warang Parila Vupa Samanang Thamma Deche Na Sotina Na Santu Badawa Sambe Paya Vupa Samentu Te Sakatwa Sang karatanang o sa thang o tamang warang ahu nai yang bahu nai yang sang kate che na so tinana san tu vadawa sabbe roga vu basamen. Tu te nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất thường, những mong mị xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Sabbe Buddha Balambata Bache Kanan Chayam Balang Arahanta Nanta Te Che Narakkhang Pantha Misabbaso Sabbe Thammam Balambata Bache Kanan Chayam Balang Arahanta Nanta Te Che Narakkhang Pantha Misabbaso Sambe Sangkham Balam banta bache kanan chayang balang arahanta nanta te che narakhang phantham. Mị sầm ba số xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tiêu thành phúc quả rồi hỗ trì chúng sanh. Những người tu giá hạnh bố thí và thẩm thiền xin hoa lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chung. Hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc.